Phục Dũng kính chào quý thính giả và các bạn đến với kênh Sách Nói VN. Hôm nay Phục Dũng chia sẻ một cuốn sách có tựa đề Cánh cửa bí mật dẫn đến thành công của tác giả Florence Covansin. Florence Covansin là một nghệ sĩ, một tác giả và một giáo viên siêu hình ở New York vào đầu thế kỷ 20. Những cuốn sách của bà rất đáng chú ý và mang tính cách mạng thời đại. Chúng sâu sắc, đầy trí tuệ và đã truyền cảm hứng cho hàng nghìn người trong nhiều thập kỷ. Bà dạy rằng cuộc sống là một trò chơi và để chơi tốt nó, người ta phải học cách hiểu các quy luật phổ quát chi phối nó. Bà đã chỉ cho học sinh và độc giả của mình cách giành được sức khỏe, thịnh vượng và hạnh phúc bằng cách làm chủ trò chơi. Bằng cách chia sẻ những câu chuyện đời thực, bà minh họa thái độ và sự khẳng định tích cực luôn thành công như thế nào trong việc khiến một người trở thành người chiến thắng trong trò chơi cuộc đời. Có thể kiểm soát các điều kiện của cuộc sống và giải phóng sự dồi dào thông qua kiến thức về quy luật tâm linh. Florence Covansin có khả năng giải thích các nguyên tắc thành công của mình và cách chúng hoạt động theo phong cách thú vị và dễ đọc. Bà có thể được coi là một trong những giáo viên thành công nổi tiếng nhất thế kỷ trước, và vào năm 1925, Florence quyết định xuất bản cuốn sách đầu tiên của mình, Trò chơi cuộc đời và cách chơi. Sau khi không tìm được nhà xuất bản cho tác phẩm của mình, bà đã tự mình xuất bản nó. Cuốn sách thứ hai của bà, Lời nói là cây đũa thần, ra mắt năm 1928, và cuốn sách cuối cùng của bà, Cánh cửa bí mật dẫn đến thành công, được xuất bản năm 1940, ngay trước khi bà qua đời vào ngày 17 tháng 10 năm 1940. Cuốn sách Sức mạnh của ngôn từ là một bản tóm tắt các ghi chú của bà, được một trong những học trò của bà tập hợp và xuất bản sau khi bà qua đời vào năm 1945. Quý thính giả và các bạn thân mến, và để tiện cho việc theo dõi nội dung của cuốn sách, sau đây chúng ta cùng điểm qua phần mục lục. Cuốn sách gồm có 14 chương. Chương 1: Cánh cửa bí mật dẫn đến thành công. Chương 2: Làm gạch mà không cần rơm. Chương 3: Và 5 người trong số họ là khôn ngoan. Chương 4: Bạn mong đợi điều gì? Chương 5: Cánh tay đời đời của Chúa. Chương 6: Ngã ba đường. Chương 7: Vượt biển. Chương 8: Người gác cổng. Chương 9: Con đường của sự thịnh vượng. Chương 10: Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Chương 11: Chiêm ngưỡng điều kỳ diệu. Chương 12: Nắm bắt những điều tốt đẹp. Chương 13: Những dòng sông trong sa mạc. Và chương 14: Ý nghĩa sâu xa của nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta đi vào nội dung của chương đầu tiên, chương 1. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 1, Cánh cửa bí mật dẫn đến thành công. Vậy dân sự la lên và những thầy tế lễ thổi kèn. Vừa khi dân sự nghe tiếng kèn, bèn la lớn lên và vách thành liền ngã sập. Dân sự leo lên thành, mỗi người ngay trước mặt mình, chúng lấy thành. Sách Giô-suê chương 6 mục 20. Người thành công luôn được hỏi: bí quyết thành công của bạn là gì? Người ta không bao giờ hỏi một người thất bại: bí quyết thất bại của bạn là gì? Nó khá dễ thấy và họ không quan tâm. Tất cả mọi người đều muốn biết cách mở cánh cửa bí mật dẫn đến thành công. Đối với mỗi người đều có thành công, nhưng nó dường như ở đằng sau cánh cửa hoặc bức tường. Trong bài đọc Kinh Thánh, chúng ta đã nghe câu chuyện tuyệt vời về sự sụp đổ của các bức tường thành Jericho.
Tất nhiên mọi câu chuyện trong Kinh Thánh đều có cách giải thích siêu hình. Bây giờ chúng ta sẽ nói về bức tường Jericho của bạn, bức tường ngăn cách bạn với thành công. Gần như tất cả mọi người đều đã xây dựng một bức tường Jericho xung quanh của riêng mình. Thành phố mà bạn không thể vào này chứa đựng những kho báu vĩ đại, sự thành công do Chúa sáng tạo, niềm khao khát của trái tim bạn. Bạn đã xây dựng loại bức tường Jericho nào xung quanh mình? Thông thường, đó là bức tường oán giận, thù hận ai đó, hoặc oán giận một tình huống sẽ ngăn cản những điều tốt đẹp. Nếu bạn là người thất bại và bực bội với thành công của người khác, bạn đang tránh xa thành công của chính mình. Tôi đã đưa ra tuyên bố sau đây để hóa giải sự đố kỵ và oán giận. Những gì Chúa đã làm cho người khác thì bây giờ Ngài cũng làm cho tôi, và còn hơn thế nữa. Một người phụ nữ vô cùng ghen tị vì một người bạn đã nhận được một món quà. Cô ấy đã tuyên bố như vậy, và một bản sao chính xác của món quà đã được tặng cho cô ấy cùng với một món quà khác. Khi dân Israel la hét thì tường thành Jericho lung lay. Khi bạn khẳng định sự thật, bức tường Jericho của bạn sẽ sụp đổ. Tôi đã đưa ra lời tuyên bố sau đây với một người phụ nữ: những bức tường thiếu thốn và trì hoãn giờ đây đã sụp đổ, và tôi bước vào miền đất hứa của mình dưới ân điển. Cô ấy có một hình ảnh sống động về việc bước qua một bức tường đổ và nhận được sự chứng minh về điều tốt lành của mình gần như ngay lập tức. Chính lời nói của nhận thức sẽ mang lại sự thay đổi trong công việc của bạn, vì lời nói và suy nghĩ là một dạng hoạt động sóng năng lượng. Quan tâm đến công việc của bạn, tận hưởng những gì bạn đang làm sẽ mở ra cánh cửa bí mật của thành công. Cách đây nhiều năm, tôi đến California để nói chuyện ở nhiều trung tâm khác nhau dọc theo kênh đảo Panama. Và trên thuyền, tôi gặp một người đàn ông tên là Jimmy Tully. Trong nhiều năm, anh ta đã là một kẻ lang thang. Anh ta tự gọi mình là vị vua của những kẻ lang thang. Anh ấy có tham vọng và đã theo đuổi một nền giáo dục. Anh ấy có trí tưởng tượng sống động và bắt đầu viết những câu chuyện về những trải nghiệm của mình. Anh đã kịch tính hóa cuộc sống lang thang. Anh thích những gì mình đang làm và trở thành một tác giả rất thành công. Tôi nhớ một cuốn sách có tên là Nhìn từ bên ngoài. Nó đã được dựng thành phim điện ảnh. Hiện anh đã nổi tiếng và giàu có, sống ở Hollywood. Điều gì đã mở ra cánh cửa bí mật dẫn đến thành công cho Jim Tully? Kịch tính hóa cuộc sống của mình bằng việc quan tâm đến những gì mình đang làm. Anh ấy đã tận dụng tối đa việc trở thành một kẻ lang thang. Trên thuyền, chúng tôi ngồi quanh bàn để có cơ hội trò chuyện. Bà Greystone cũng là hành khách trên thuyền. Bà đã viết cuốn sách Trà đắng của tướng Yên và sắp tới Hollywood dựng thành phim. Bà ấy đã sống ở Trung Quốc và được truyền cảm hứng để viết cuốn sách. Đó là bí quyết thành công khiến việc bạn làm trở nên thú vị với người khác. Hãy quan tâm đến bản thân và những người khác sẽ thấy bạn thú vị. Tính tình tốt, nụ cười thường mở được cánh cửa bí mật. Người Trung Quốc có câu: người không có nụ cười thì không nên mở cửa hàng. Thành công của nụ cười đã được thể hiện trong một bộ phim truyền hình của Pháp do Xavier đóng vai chính. Bộ phim có tên là Với một nụ cười. Một trong những nhân vật đã trở nên nghèo khó, buồn tẻ và gần như bị bỏ rơi. Anh ta nói với Travelier: sự trung thực của tôi đã giúp ích gì cho tôi? Travelier trả lời: ngay cả sự trung thực cũng không giúp được gì cho bạn nếu không có nụ cười. Vì vậy, người đàn ông này thay đổi ngay tại chỗ, vui vẻ và trở nên rất thành công. Sống trong quá khứ, phàn nàn về những bất hạnh của mình chính là xây dựng một bức tường dày Jericho xung quanh bạn. Nói quá nhiều về công việc của mình khiến lực lượng của bạn bị phân tán, sẽ khiến bạn gặp phải bức tường rào cản. Tôi biết một người đàn ông có trí tuệ và khả năng nhưng lại hoàn toàn thất bại. Anh ấy sống với mẹ và dì, và tôi thấy rằng mỗi tối khi về nhà ăn tối, anh ấy đều kể cho họ nghe tất cả những gì diễn ra trong ngày ở văn phòng. Anh ấy thảo luận về những hy vọng, nỗi sợ hãi và những thất bại của mình.
Tôi nói với anh ta: anh đừng phân tán năng lượng bằng cách nói về những chuyện của mình, đừng bàn việc của anh với gia đình, hãy im lặng. Im lặng là vàng. Anh ấy nghe theo tôi. Trong bữa tối, anh từ chối nói chuyện về công việc. Mẹ và dì của anh tuyệt vọng, họ thích nghe mọi chuyện, nhưng sự im lặng của anh ấy quả là vàng. Không lâu sau, anh được giao một vị trí mới với mức lương $100 một tuần, và trong vài năm anh có mức lương là $300 một tuần. Thành công không phải là bí mật, nó là một hệ thống. Nhiều người đang đứng trước bức tường rào cản và chán nản. Lòng can đảm và sức chịu đựng là một phần của hệ thống. Chúng ta bắt gặp điều này trong cuộc sống của tất cả những người đàn ông và phụ nữ thành đạt. Tôi đã có một trải nghiệm thú vị khiến tôi chú ý đến điều này. Tôi đến rạp chiếu phim để gặp một người bạn. Trong khi chờ đợi, tôi đứng cạnh một anh chàng đang giao bán tờ rơi quảng cáo chương trình. Anh ta kêu gọi những người đi ngang qua: hãy mua một tờ rơi chương trình hoàn chỉnh về bộ phim, trong đó có ảnh của các diễn viên và bản phác thảo về cuộc đời họ. Hầu hết mọi người đi ngang qua mà không mua. Trước sự ngạc nhiên tột độ của tôi, anh ấy đột nhiên quay sang tôi và nói: này, đây không phải là trò lừa đảo dành cho một người có tham vọng. Sau đó, anh đưa ra một bài dẫn chứng về sự thành công. Anh nói: hầu hết mọi người đều bỏ cuộc ngay trước khi điều gì đó lớn lao xảy đến với họ. Người thành công không bao giờ bỏ cuộc. Tất nhiên, tôi rất thích thú và nói: lần tới, tôi sẽ mang cho anh một cuốn sách. Nó có tên là Trò chơi cuộc đời và cách chơi. Anh sẽ đồng ý với rất nhiều ý tưởng. Một hoặc hai tuần sau, tôi quay lại với cuốn sách. Cô gái ở quầy bán vé nói với anh ta: Eddie, hãy để tôi đọc nó trong khi anh đang bán vé. Người đàn ông bán vé nghiêng người lại để ngó xem nó nói về điều gì. Trò chơi cuộc đời và cách chơi luôn nhận được sự quan tâm của mọi người. Tôi trở lại rạp hát sau khoảng 3 tuần. Eddie đã đi rồi. Anh ấy đã mở rộng sang một công việc mới mà anh ấy thích. Bức tường Radico của anh đã sụp đổ. Anh đã không nản lòng. Chỉ có 2 lần từ thành công được nhắc đến trong Kinh Thánh, cả 2 lần trong sách Joshua. Chỉ hãy vững lòng, bền chí và cẩn thận làm theo hết thảy luật pháp mà Môi-se, tôi tớ ta đã truyền cho ngươi. Chớ xây qua bên hữu hoặc bên tả, hết để người đi đâu cũng đều được thành vượng. Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Và vì như vậy, ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Sách Joshua chương 1, mục 7, 8. Con đường dẫn đến thành công là con đường thẳng và hẹp. Đó là con đường của sự say mê yêu thương, của sự chú ý không phân rẽ. Bạn thu hút những thứ mà bạn đã suy nghĩ về nó rất nhiều. Vì vậy, nếu bạn suy nghĩ nhiều về sự thiếu thốn, bạn sẽ thu hút sự thiếu thốn. Nếu bạn suy nghĩ nhiều về sự bất công, bạn sẽ thu hút thêm sự bất công. Sách Joshua nói: khi những thầy tế lễ thổi kèn vang, các ngươi vừa nghe tiếng kèn, hết thảy dân sự phải la tiếng lớn lên, thì vách thành sẽ sập đổ, rồi dân sự sẽ leo lên, mỗi người ngay trước mặt mình. Sách Joshua chương 6, mục 5. Ý nghĩa sâu xa của câu chuyện này là sức mạnh của ngôn từ. Lời nói của bạn có thể hóa giải những trở ngại, xóa bỏ những rào cản. Khi mọi người la hét, các bức tường sụp đổ, chúng ta tìm thấy trong văn hóa dân gian và chuyện cổ tích, bắt nguồn từ những truyền thuyết dựa trên sự thật, cùng một ý tưởng rằng một lời nói sẽ mở ra một cánh cửa hoặc xé một tảng đá. Chúng ta lại thấy nó trong câu chuyện Đêm Ả Rập, Alibaba và 40 tên cướp. Tôi thấy nó được tạo thành một bức tranh cảm động. Alibaba có một nơi ẩn náu bí mật, ẩn đâu đó sau những tảng đá và ngọn núi. Lối vào chỉ có thể đạt được bằng cách nói một lời bí mật, đó là vừng ơi mở ra. Alibaba quay mặt về phía ngọn núi và kêu lên: vừng ơi mở ra, và vách đá mở ra. Nó rất truyền cảm hứng vì nó cho bạn nhận thức được rằng những tảng đá và rào cản của bạn sẽ mở ra như thế nào khi nói đúng sự thật. Vì vậy, chúng ta hãy tuyên bố:
Những bức tường thiếu thốn và trì hoãn giờ đây đã sụp đổ, và tôi bước vào miền đất hứa của mình dưới sự ân điển. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 1, cánh cửa bí mật dẫn đến thành công. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 2. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 2, làm gạch mà không cần rơm. Vậy bây giờ cứ làm việc đi, người ta chẳng phát rơm cho đâu, nhưng các ngươi phải nộp gạch cho đủ số. Sách xuất Ai Cập ký, chương 5, mục 18. Trong chương 5 của sách xuất Ai Cập ký, chúng ta có bức tranh về cuộc sống đời thường khi đưa ra những lý giải siêu hình. Dân chúng Israel phải làm nô lệ cho Pharaoh, người độc đoán, người cai trị Ai Cập, tức là đất nước Ai Cập bây giờ. Họ bị bắt làm nô lệ, làm gạch và bị ghét bỏ, khinh thường. Môi-se được Chúa truyền lệnh phải giải thoát dân mình khỏi vòng nô lệ. Kế sau, Môi-se và A-rôn đến tàu cùng Pharaoh rằng: Jehovah, Đức Chúa Trời của dân Israel có phán như vậy: Hãy cho dân ta đi, đặng nó giữ một lễ cho ta tại đồng vắng. Sách xuất Ai Cập ký, chương 5, mục 1. Pharaoh không những không chịu để họ đi, mà còn nói với họ rằng ông sẽ khiến nhiệm vụ của họ trở nên khó khăn hơn. Họ phải làm gạch mà không được cung cấp rơm rạ. Các đốc dịch và phái viên bèn ra nói cùng dân chúng rằng: Pharaoh có phán như vậy, ta chẳng cho các ngươi rơm nữa. Sách xuất Ai Cập ký, chương 5, mục 10. Hãy tự đi kiếm lấy rơm ở đâu thì đi, song chẳng trừ bớt công việc các ngươi chút nào. Sách xuất Ai Cập ký, chương 5, mục 11. Không thể làm gạch nếu không có rơm. Dân chúng Israel đã bị Pharaoh nghiền nát hoàn toàn. Họ bị đánh đập vì không làm được ra gạch. Sau đó đi tế Đức Jehovah. Vậy bây giờ cứ làm việc đi, người ta chẳng phát rơm cho đâu, nhưng các ngươi phải nộp gạch cho đủ số. Sách xuất Ai Cập ký, chương 5, mục 18. Làm việc theo quy luật tâm linh, họ có thể làm ra gạch mà không cần rơm, nghĩa là hoàn thành được những điều tưởng chừng như không thể. Trong cuộc sống con người, thường xuyên phải đối mặt với tình huống này như thế nào? Agnes Lawson trong cuốn Lời khuyên cho người học Kinh Thánh có nói: cuộc sống ở Egypto, tức là Ai Cập, dưới sự áp bức của ngoại bang là biểu tượng của con người dưới sự chỉ huy khắc nghiệt của tư duy phá hoại, kiêu ngạo, sợ hãi, oán giận hoặc ý chí xấu xa, vân vân. Sự giải thoát dưới Môi-se là sự tự do mà con người có được từ những người đốc dịch khi anh ta học luật sự sống. Vì chúng ta không bao giờ có thể có được ân điển nếu trước tiên chúng ta không biết luật. Luật phải được công bố để được thực hiện. Trong sách Thi Thiên thứ 111, chúng ta đọc thấy ở câu cuối cùng: sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan. Phàm kẻ nào giữ theo điều răn Ngài có trí hiểu, sự ngợi khen Ngài còn đến đời đời. Sách Thi Thiên chương 111, mục 10. Bây giờ nếu chúng ta đọc từ Chúa hay luật, nó sẽ cho chúng ta chìa khóa của câu nói đó. Kính sợ luật pháp hay luật nhân quả là khởi đầu của sự khôn ngoan, không phải kính sợ Chúa. Khi biết thứ mình gửi đi sẽ quay trở lại, chúng ta bắt đầu sợ hãi những chiếc boomerang của chính mình. Tôi đọc trong một tạp chí y khoa những sự thật sau đây kể về boomerang mà vị pharaoh vĩ đại này đã nhận được. Có vẻ như xác thịt thực sự là người thừa kế một dòng bệnh tật lâu đời và cổ xưa. Khi Lamoyahan tiết lộ tại một bài giảng ở Leeds rằng pharaoh của sự áp bức phải chịu đựng chứng cứng tim theo nghĩa đen, Lamoyahan đã cho xem một số bộ sưu tập ảnh đáng chú ý về kết quả của các cuộc phẫu thuật 1000 năm trước
Chúa Kitô. Và trong số đó có một bộ sưu tập ảnh về hài cốt, lý giải thực sự cho Pharaon của sự áp bức. Dòng máu xuất phát từ trái tim ở trạng thái được bảo vệ tốt đến mức có thể tạo ra các dòng mạch của nó. Không thể phân biệt giữa trái tim cổ xưa và trái tim hiện đại, bởi cả hai trái tim đều đã bị tấn công do mảng xơ vữa. Tình trạng muối canxi lắng đọng trong thành mạch làm cho nó cứng và không đàn hồi. Không đủ khả năng tiếp nhận dòng máu từ tim khiến mạch máu phải tắc nghẽn. Với tình trạng này đã xảy ra những thay đổi về tinh thần xảy ra với hệ thống động mạch cứng nhắc. Quan điểm hạn hẹp, sự hạn chế và sợ hãi trong công việc kinh doanh, một sự cứng lòng theo đúng nghĩa đen. Vì vậy, sự cứng lòng của Pharaon đã làm cho lòng vua băng giá. Ngày nay điều này vẫn đúng, cũng như cách đây vài nghìn năm, tất cả chúng ta đều sắp rời khỏi đất Egypto, ra khỏi ngôi nhà nô lệ. Những nghi ngờ và sợ hãi của bạn giữ bạn làm nô lệ. Bạn phải đối mặt với một tình huống dường như vô vọng. Bạn có thể làm gì? Đó là trường hợp làm gạch, không dùng rơm. Nhưng hãy nhớ lời Đức Giê-hô-va: vậy bây giờ cứ làm việc đi, người ta chẳng phát rơm cho đâu, nhưng các ngươi phải nộp gạch cho đủ số. Sách Xuất Ê-díp-tô Ký, chương 5, mục 18. Ngươi sẽ làm gạch mà không dùng rơm. Chúa mở đường ở những nơi không có đường đi. Tôi được kể câu chuyện về một người phụ nữ cần tiền trả tiền thuê nhà, cần phải có ngay lập tức, nhưng cô không biết cách nào cả. Cô tìm hết mọi con đường. Tuy nhiên, cô ấy là một tín đồ của sự thật và luôn đưa ra những khẳng định của mình. Con chó của cô rên rỉ và muốn ra ngoài. Cô đeo dây xích cho nó và đi xuống phố theo hướng quen thuộc. Tuy nhiên, con chó đã giật dây và muốn đi theo một hướng khác. Cô đi theo và đến giữa dãy nhà đối diện với một công viên rộng mở. Cô nhìn xuống và nhặt được một tờ ngân phiếu, chính xác là số tiền cô cần. Cô tìm kiếm nhưng không bao giờ tìm thấy chủ sở hữu của nó, cũng không có ngôi nhà nào gần nơi cô tìm thấy nó. Trí óc, lý trí, trí tuệ chiếm vị trí của Pharaon trong ý thức của bạn. Nó sẽ liên tục nói: không thể làm được, có ích gì đâu. Chúng ta phải dập tắt những ám thị tiêu cực này bằng một lời khẳng định quan trọng. Ví dụ, hãy khẳng định: điều bất ngờ xảy ra, điều tốt đẹp dường như không thể có của tôi giờ đã thành hiện thực. Điều này ngăn chặn mọi xung đột nội tâm của tâm trí ý thức hay tâm trí lý luận. Điều bất ngờ xảy ra, đó là một ý tưởng mà nó không thể cưỡng lại. Chúa làm cho tôi khôn ngoan hơn kẻ thù của tôi. Kẻ thù là những suy nghĩ tiêu cực, những nghi ngờ, sợ hãi và e ngại. Hãy nghĩ đến niềm vui thực sự được tự do mãi mãi, thoát khỏi sự áp bức của Pharaon. Ý tưởng về sự an toàn, sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng được hình thành trong tiềm thức. Nó có nghĩa là một cuộc sống thoải mái, thoát khỏi mọi giới hạn. Đó sẽ là vương quốc mà Chúa Giê-xu Christ đã nói đến, nơi mà mọi thứ đều tự động thêm vào cho chúng ta. Tôi nói tự động được thêm vào cho chúng ta bởi vì tất cả sự sống đều là sự rung động. Và khi chúng ta rung động trước sự thành công, hạnh phúc và dồi dào, những thứ tượng trưng cho những trạng thái ý thức này sẽ gắn liền với chúng ta. Cảm thấy giàu có và thành công, rồi đột nhiên bạn nhận được một tấm séc lớn hoặc một món quà đẹp đẽ. Tôi kể câu chuyện cho thấy sự vận hành của quy luật này. Tôi đến một bữa tiệc nơi mọi người chơi trò chơi và ai thắng sẽ nhận được một món quà. Giải thưởng là một chiếc quạt xinh đẹp. Trong số những người có mặt, có một người phụ nữ rất giàu có tất cả mọi thứ. Tên cô ấy là Clara. Những người nghèo hơn và phẫn nộ họp nhóm lại thì thầm: chúng tôi hy vọng Clara không lấy được chiếc quạt. Tất nhiên Clara đã giành được sự ủng hộ của người hâm mộ. Cô ấy vô tư và rung động đến mức dồi dào. Sự đố kỵ và oán giận làm mất đi lợi ích của bạn và khiến người hâm mộ của bạn tránh xa bạn. Nếu bạn vô tình trở nên bực bội và ghen tị, hãy tuyên bố: những gì Chúa đã làm cho người khác thì bây giờ Ngài làm cho tôi và còn hơn thế nữa. Sau đó, tất cả người hâm mộ và mọi thứ sẽ đến với bạn.
Không ai cho mình mà không lấy đi, và không ai lấy đi của mình mà không trao lại. Trò chơi cuộc đời là một trò chơi thú vị. Khi bạn thay đổi, mọi điều kiện sẽ thay đổi. Bây giờ hãy quay trở lại với Pharaon, kẻ áp bức. Không ai yêu kẻ áp bức. Tôi nhớ một người bạn cách đây nhiều năm, tên cô ấy là Letty. Cha cô có rất nhiều tiền và cung cấp cho mẹ con cô thức ăn, quần áo, nhưng không có những thứ xa xỉ. Chúng tôi cùng đến trường nghệ thuật và tất cả học sinh sẽ mua bản sao của tác phẩm Đôi cánh chiến thắng, mẹ của Whistler, hoặc thứ gì đó để mang nghệ thuật vào nhà của họ. Cha của bạn tôi gọi tất cả những điều này là cướp bóc. Ông ấy sẽ nói, đừng mang về nhà bất cứ thứ gì cướp bóc được. Vì vậy, ông đã sống một cuộc sống vô vị, không màu sắc, không có dòng chữ Đôi cánh chiến thắng trên bàn làm việc hay mẹ của Whistler trên tường. Ông ấy thường nói với bạn tôi và mẹ cô ấy rằng, khi tôi chết, cả hai người sẽ sung sướng. Một ngày nọ, có người nói với Letty, khi nào em ra nước ngoài? Tất cả sinh viên mỹ thuật đều đã ra nước ngoài. Cô vui vẻ trả lời, không, cho đến khi bố tôi chết. Vì vậy, con người luôn mong muốn được thoát khỏi cảnh thiếu thốn, áp bức. Bây giờ, chúng ta hãy giải phóng bản thân khỏi sự thống trị của suy nghĩ tiêu cực. Chúng ta đã là nô lệ cho sự nghi ngờ, sợ hãi và e ngại, và chúng ta hãy được giải thoát như Môi-se đã giải cứu dân Israel và ra khỏi Egypto, ra khỏi ngôi nhà nô lệ. Hãy tìm ra suy nghĩ đang áp bức bạn, tìm ra tên trùm. Tại các trại khai thác gỗ vào mùa xuân, gỗ được thả xuống dòng sông với số lượng lớn. Đôi khi các khúc gỗ bị chéo nhau và gây ra kẹt dòng chuyển. Những người đàn ông đi tìm khúc gỗ gây kẹt, chỉnh thẳng lại, khúc gỗ đó lại lao xuống dòng sông. Có lẽ sự tắc nghẽn của bạn, sự oán giận cản trở những điều tốt đẹp. Bạn càng bực bội, bạn sẽ càng phải bực bội nhiều hơn. Bạn hình thành một dấu vết oán giận trong não, và biểu hiện của bạn sẽ là một thói quen oán giận. Bạn sẽ bị tránh né và bỏ lỡ những cơ hội vàng đang chờ đợi bạn mỗi ngày. Tôi nhớ cách đây vài năm, đường phố đầy rẫy những người đàn ông bán táo. Họ dậy sớm để có được những quả táo tốt. Tôi đi qua một vài lần trên đại lộ Park. Anh ta có biểu hiện khó chịu nhất mà tôi từng thấy. Khi mọi người đi ngang qua, anh ấy nói, ai mua táo, ai mua táo? Nhưng không có ai dừng lại để mua. Tôi mua một quả táo và nói, bạn sẽ không bao giờ bán được táo trừ khi bạn thay đổi cách suy nghĩ của mình. Anh ấy trả lời, ồ, anh chàng đằng kia đã chiếm góc chỗ của tôi. Tôi nói, đừng bận tâm đến góc phố, bạn có thể bán táo ngay tại đây nếu bạn trông dễ chịu. Anh ấy nói, được thôi thưa cô, và tiếp tục. Ngày hôm sau, anh ấy gặp tôi, toàn bộ vẻ mặt anh ấy đã thay đổi. Anh ấy đang làm ăn lớn bằng việc bán táo với nụ cười trên môi. Vì vậy, hãy tìm điểm tắc nghẽn của bạn. Bạn có thể có nhiều hơn một điểm, nhưng đó là thành công, hạnh phúc và giàu có sẽ chảy theo dòng chảy đến với bạn. Vậy bây giờ, cứ đi làm việc đi, người ta chẳng phát rơm cho đâu, nhưng các ngươi phải nộp gạch cho đủ số. Sách Xuất Egypto Ký, chương 5, mục 18. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 2, làm gạch mà không cần rơm. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 3. Quý khán giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 3. Và 5 người trong số họ là khôn ngoan. Trong các nàng đó có 5 người dại và 5 người khôn. Người dại khi cầm đèn đi thì không đem theo dầu của mình. Sách Matthew chương 25, mục 2, 3. Chủ đề của tôi là dụ ngôn, những cô trinh nữ khôn ngoan và khờ dại. Dụ ngôn dạy rằng cầu nguyện đích thực
có nghĩa là sự chuẩn bị. Chúa Giêsu Christ đã phán: trong khi cầu nguyện, các ngươi lấy đức tin xin việc gì bất kỳ, thảy đều được cả. Sách Ma-thi-ơ chương 21 mục 22. Bởi vậy ta nói cùng các ngươi, mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi. Sách Mác chương 11 mục 24. Trong câu chuyện ngụ ngôn này, Ngài cho thấy rằng chỉ những người đã chuẩn bị cho điều tốt lành của mình, qua đó thể hiện đức tin tích cực, mới khiến biểu hiện thành hiện thực. Chúng ta có thể diễn giải Thánh Thư và nói: khi cầu nguyện, hãy tin rằng mình có được điều đó. Khi bạn cầu nguyện hành động như thể bạn đã nhận được. Niềm tin trên ghế bành hay niềm tin trên những chiếc ghế bập bênh sẽ không bao giờ rời được núi. Trên chiếc ghế bành, trong sự im lặng hoặc thiền định, bạn tràn ngập sự kỳ diệu của sự thật này và cảm thấy rằng niềm tin của bạn sẽ không bao giờ dao động. Bạn biết rằng Chúa là người chăn bầy của bạn. Bạn cảm thấy rằng thần giàu có của bạn sẽ xóa sạch mọi gánh nặng nợ nần hoặc những hạn chế. Sau đó, bạn rời khỏi chiếc ghế bành của mình và bước ra đấu trường cuộc sống. Chỉ những gì bạn làm trên đấu trường mới có giá trị. Tôi sẽ cho bạn một minh họa cho thấy luật này hoạt động như thế nào. Vì đức tin không hành động là đức tin chết. Một người đàn ông, một trong những người học trò của tôi, có ước muốn lớn lao là được ra nước ngoài. Anh ấy đã tuyên bố: tôi cảm ơn vì chuyến đi của tôi được thiết kế thiêng liêng, được tài trợ thiêng liêng, dưới ân điển một cách hoàn hảo. Anh có rất ít tiền nhưng biết luật chuẩn bị, nên anh đã mua một chiếc vali. Đó là một cái vali rất vui tươi và hạnh phúc, với một dải băng lớn màu đỏ quấn quanh nó. Bất cứ khi nào anh nhìn vào nó đều khiến anh hình dung ra một chuyến đi. Một ngày nọ, dường như anh cảm thấy căn phòng của mình đang chuyển động. Anh cảm nhận được chuyển động của một con tàu. Anh đến bên cửa sổ, hít thở không khí trong lành, có mùi thơm như mùi thơm của bến tàu. Bằng đôi tai bên trong, anh nghe thấy tiếng kêu của một con mòng biển và tiếng cọt kẹt của ván cầu. Tàu đã bắt đầu chạy. Nó đã khiến anh rung động trong chuyến đi. Ngay sau đó, một số tiền lớn đã đến với anh và anh đã lên đường. Sau đó anh ấy nói rằng nó hoàn hảo đến từng chi tiết. Trong đấu trường cuộc sống, chúng ta phải luôn dõi theo nhịp điệu của buổi hòa nhạc. Chúng ta đang hành động vì động cơ sợ hãi hay đức tin? Hãy cẩn thận theo dõi các động cơ của bạn, vì chúng là những vấn đề của cuộc sống. Nếu vấn đề của bạn là vấn đề tài chính, và thường là như vậy, bạn phải biết cách tự giải quyết vấn đề tài chính và tiếp tục khắc phục bằng cách luôn hành động theo đức tin của mình. Thái độ vật chất đối với tiền bạc là tin tưởng vào tiền lương, thu nhập và các khoản đầu tư của bạn. Những thứ này có thể giảm đi chỉ sau một đêm. Thái độ tâm linh đối với tiền bạc là tin tưởng vào Chúa và vũ trụ là nguồn cung cấp cho bạn. Để giữ tài sản của bạn, hãy luôn nhận ra rằng chúng chính là Chúa đang biểu hiện. Những gì Chúa đã ban cho không thể bị giảm đi. Khi đó, nếu cánh cửa này đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra ngay lập tức. Đừng bao giờ lên tiếng thiếu sót hoặc hạn chế về việc: vì bởi lời nói mà ngươi sẽ được xưng là công bình, cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ bị phạt. Sách Ma-thi-ơ chương 12 mục 17. Bạn kết hợp với những gì bạn nhận thấy. Và nếu bạn luôn nhận thấy thất bại và những khoảng thời gian khó khăn, bạn sẽ nhận được những thất bại và những khoảng thời gian khó khăn đó. Bạn phải hình thành thói quen sống trong chiều thứ tư, thế giới kỳ diệu. Đó là thế giới nơi bạn không đánh giá qua vẻ bề ngoài. Bạn đã rèn luyện con mắt bên trong của mình, nhìn xuyên qua thất bại để thành công, nhìn xuyên qua bệnh tật để có được sức khỏe, nhìn xuyên qua hạn chế để có được sự sung túc. Tôi sẽ cho bạn vùng đất mà bạn nhìn thấy. Người đạt được thành công có ý tưởng cố định về thành công, nếu nó được xây dựng trên nền tảng của sự thật và lẽ phải thì nó sẽ đứng vững. Nếu không, nó sẽ được xây dựng trên cát và trôi ra biển, trở về hư vô vốn có của nó.
chỉ có ý tưởng thiêng liêng mới có thể tồn tại. Cái ác tự hủy diệt vì nó là dòng chảy ngược lại trật tự vũ trụ, và con đường của kẻ vi phạm thật khó khăn. Người dại khi cầm đèn đi thì không đem theo dầu của mình, song người khôn khi cầm đèn đi thì đem dầu theo trong bình mình. Sách Matthew chương 25 mục 3, 4. Ngọn đèn tượng trưng cho ý thức của con người, dầu là thứ mang lại ánh sáng hoặc sự hiểu biết. Vì chàng rể đến trễ nên các nàng thảy đều buồn ngủ và ngủ gục. Đến khuya có tiếng kêu rằng: kìa chàng rể đến, hãy đi ra rước người. Các nữ đồng trinh bèn thức dậy cả, sửa soạn đèn mình. Các người dại nói với các người khôn rằng: xin hãy bớt dầu của các chị cho chúng tôi, vì đèn chúng tôi gần tắt. Sách Matthew chương 25 mục từ 5 đến 8. Những trinh nữ dại dột, không có trí tuệ hay hiểu biết, vốn là dầu bôi trơn cho ý thức, và khi đối mặt với một tình huống nghiêm trọng, họ không có cách nào xử lý. Và khi họ nói với những người khôn ngoan: xin bớt dầu của các chị cho chúng tôi, sách Matthew chương 25 mục 8, thì những người khôn ngoan trả lời rằng: nhưng các người không trả lời rằng: không, e chẳng đủ cho chúng tôi và các chị, thì các chị hãy đi đến người bán dầu mà mua. Sách Matthew chương 25 mục 9. Điều đó có nghĩa là những trinh nữ ngu ngốc không thể nhận được nhiều hơn những gì họ có trong ý thức hoặc những gì họ đang rung động. Người đàn ông đón nhận chuyến đi vì nó nằm trong ý thức của anh ta như một hiện thực. Anh ta tin rằng anh đã nhận được. Khi chuẩn bị cho chuyến đi, anh đang lấy dầu của mình cùng với sự chứng ngộ là sự biểu hiện. Quy luật chuẩn bị có tác dụng theo cả hai cách. Nếu bạn chuẩn bị cho những gì bạn sợ hãi hoặc không muốn, bạn sẽ bắt đầu thu hút được nó. David nói: điều tôi lo sợ đã đến với tôi, điều tôi kinh khủng lại xảy ra cho tôi. Chúng ta nghe người ta nói: tôi phải để dành tiền phòng khi bị bệnh. Họ đang cố tình chuẩn bị bệnh, hoặc tôi đang tiết kiệm cho một ngày mưa gió, thì ngày mưa gió chắc chắn sẽ đến vào thời điểm bất tiện nhất. Ví dụ, hãy tuyên bố: tôi kêu gọi luật dồi dào, nguồn cung cấp của tôi đến từ Chúa, và bây giờ đổ vào và dồi dào dưới ân điển. Tuyên bố này không đưa ra bất kỳ hình ảnh nào về thời gian làm việc, tiết kiệm hoặc bệnh tật. Nó mang lại cảm giác giàu có ở chiều thứ tư, để lại các kênh cho trí tuệ vô hạn. Mỗi ngày bạn phải đưa ra lựa chọn: bạn sẽ khôn hay dại? Bạn sẽ chuẩn bị cho điều tốt đẹp của mình chứ? Bạn sẽ đón nhận chiếc xích đu khổng lồ bằng đức tin, hay phục vụ sự nghi ngờ và sợ hãi và không mang dầu vào đèn của mình? Song trong khi họ đang đi mua thì chàng rể đến. Kẻ nào trực sẵn thì đi với người cùng vào tiệc cưới, và cửa đóng lại. Chặt lâu, những người nữ đồng trinh khác cũng đến và xin rằng: hỡi Chúa, hỡi Chúa, xin mở cho chúng tôi. Nhưng người đáp rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, ta không biết các ngươi đâu. Sách Matthew chương 25 mục 10 đến 12. Bạn có thể cảm thấy rằng các trinh nữ ngu ngốc đã phải trả giá rất đắt vì không mang dầu vào đèn. Nhưng chúng ta đang bàn về luật nhân quả hay luật quay lại. Nó được gọi là ngày phán xét, và mọi người thường liên tưởng đến ngày tận thế. Người ta nói ngày phán xét của bạn sẽ đến sau 7 giờ, 7 ngày, 7 tuần, 7 tháng hoặc 7 năm. Nó thậm chí có thể đến trong 7 phút. Sau đó bạn trả một số khoản nợ nghiệp quả, cái giá cho việc vi phạm quy luật tâm linh. Bạn đã không tin cậy Chúa, bạn không mang theo dầu thắp đèn. Mỗi ngày hãy kiểm tra ý thức của bạn và xem bạn đang chuẩn bị cho điều gì. Bạn sợ thiếu thốn và bám víu vào từng xu, từ đó thu hút thêm sự thiếu thốn. Hãy sử dụng những gì bạn có một cách khôn ngoan, và nó sẽ mở đường cho nhiều điều hơn nữa đến với bạn. Trong cuốn sách Lời nói là cây đũa thần, tôi kể về chiếc ví thần kỳ. Trong đêm Ả Rập, người ta kể câu chuyện về người đàn ông có chiếc ví thần kỳ. Khi tiền ra đi,
ngay lập tức tiền lại xuất hiện trong đó. Vì vậy, tôi đã tuyên bố, sự cung cấp của tôi đến từ Chúa. Tôi có chiếc ví kỳ diệu của tinh thần, nó không bao giờ có thể cạn kiệt. Khi tiền ra đi, tiền lại vào ngay lập tức. Nó luôn bị nhồi nhét, chen chúc với sự dồi dào, dưới sự duyên dáng, theo những cách hoàn hảo. Điều này mang đến cho bạn một bức tranh sống động. Bạn đang vẽ dựa trên trí tưởng tượng. Một người phụ nữ không có nhiều tiền, sợ phải trả bất kỳ hóa đơn nào và thấy tài khoản ngân hàng của mình cạn dần. Điều đó đến với cô với niềm tin chắc chắn. Tôi có chiếc ví thần kỳ của tinh thần, nó không bao giờ có thể cạn kiệt. Khi tiền ra đi, tiền sẽ vào ngay lập tức. Cô ấy đã dũng cảm thanh toán các hóa đơn của mình và một số tấm séc lớn đã đến với cô ấy mà cô ấy không ngờ tới. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện kẻo xa vào cơn cám dỗ, chuẩn bị cho một điều gì đó mang tính xây dựng thay vì mang tính hủy diệt. Tôi biết một người phụ nữ nói với tôi rằng cô ấy luôn mang sẵn một tấm khăn che mặt dài trong đám tang. Tôi nói với cô ấy, cô là mối đe dọa đối với người thân của mình và đang chuẩn bị mong họ ra đi nhanh chóng để cô có thể đeo khăn tang. Sau đó cô đã phá bỏ điều này. Một người phụ nữ khác không có tiền đã quyết định cho hai cô con gái đi học đại học. Chồng cô khinh thường ý kiến đó và nói, ai sẽ trả học phí cho chúng? Tôi không có tiền trả. Cô ấy trả lời, tôi biết một số điều tốt đẹp không lường trước được sẽ đến với chúng ta. Cô tiếp tục chuẩn bị cho con gái mình vào đại học. Chồng cô cười vui vẻ và nói với tất cả bạn bè của họ rằng vợ anh đã gửi các con gái đến trường đại học vì một điều tốt đẹp không lường trước được. Một người họ hàng giàu có bất ngờ gửi cho cô một số tiền lớn. Một điều tốt đẹp không lường trước được, nó đã đến vì cô đã được thể hiện niềm tin tích cực. Tôi hỏi cô ấy đã nói gì với chồng khi nhận được séc. Cô ấy trả lời, ồ, tôi không bao giờ chống đối George bằng cách nói với anh ấy rằng tôi đúng. Vì vậy, hãy chuẩn bị cho điều tốt đẹp không lường trước được của chính bạn. Hãy để mọi suy nghĩ, mọi hành động thể hiện niềm tin vững chắc. Mỗi sự kiện trong cuộc đời bạn đều là một ý tưởng được kết tinh. Một cái gì đó bạn đã mời thông qua nỗi sợ hãi hoặc niềm tin. Một cái gì đó bạn đã chuẩn bị cho nó. Vì vậy, chúng ta hãy khôn ngoan và luôn thêm dầu vào đèn. Và khi chúng ta ít ngờ tới nhất, chúng ta sẽ gặt hái được thành quả của đức tin. Ngọn đèn của tôi giờ đây tràn đầy dầu của niềm tin và sự viên mãn. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 3 và 5 người trong số họ là khôn ngoan. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 4. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta đến với nội dung của chương 4. Bạn mong đợi điều gì? Theo như đức tin các ngươi phải được thành vậy. Sách Matthew chương 9, mục 29. Niềm tin là sự mong đợi, theo như đức tin các ngươi phải được thành vậy. Chúng ta có thể nói, tùy theo mong đợi của bạn, điều đó sẽ đến với bạn. Vậy bạn đang mong đợi điều gì? Chúng ta nghe mọi người nói, chúng tôi mong đợi điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra, hoặc điều tồi tệ nhất vẫn chưa đến. Họ đang cố tình mời gọi điều tồi tệ nhất đến với họ. Chúng ta lại nghe những người khác nói, tôi mong đợi một sự thay đổi tốt hơn. Họ đang mời gọi những điều kiện tốt hơn vào cuộc sống của họ. Thay đổi kỳ vọng của bạn và bạn thay đổi điều kiện của mình. Làm thế nào bạn có thể thay đổi kỳ vọng của mình khi bạn đã hình thành thói quen mong đợi sự mất mát, thiếu thốn hoặc thất bại? Hãy bắt đầu hành động như thể bạn mong đợi thành công, hạnh phúc và giàu có, chuẩn bị cho điều tốt đẹp hơn. Làm điều gì đó để cho thấy bạn mong đợi nó sẽ đến. Chỉ có đức tin tích cực sẽ gây ấn tượng trong tiềm thức. Nếu bạn đã nói ngôn từ về một ngôi nhà, hãy chuẩn bị cho nó ngay lập tức, như thể bạn không có một giây phút nào để lãng phí.
thu thập những đồ trang trí nhỏ như bàn, ghế, khăn trải bàn, vân vân. Tôi biết một người phụ nữ đã biến chiếc xích đu lớn thành đức tin bằng cách mua một chiếc ghế bành to. Mua một chiếc ghế có nghĩa là chi tiêu thịnh vượng. Và rồi cô ấy mua một chiếc ghế lớn và thoải mái vì cô ấy đang chuẩn bị cho một người đàn ông phù hợp, và anh ấy đã đến. Ai đó sẽ nói, giả sử bạn không có tiền để mua đồ trang trí hay một chiếc ghế thì sao? Sau đó nhìn vào cửa sổ cửa hàng và liên kết với chúng trong suy nghĩ, hòa vào sự rung động của chúng. Đôi khi tôi nghe người ta nói, tôi không đi vào cửa hàng vì tôi không đủ tiền mua bất cứ thứ gì. Đó chính là lý do tại sao bạn nên đến các cửa hàng. Bắt đầu kết bạn với những điều bạn mong muốn hoặc yêu cầu. Tôi biết một người phụ nữ muốn có một chiếc nhẫn. Cô mạnh dạn đến quầy bán nhẫn và thử chiếc nhẫn. Nó giúp cô nhận thức được quyền sở hữu, đến nỗi không lâu sau, một người bạn đã tặng cô một chiếc nhẫn. Bạn kết hợp với những gì bạn nhận thấy. Hãy tiếp tục chú ý đến những điều đẹp đẽ và bạn sẽ tạo được một liên kết vô hình. Sớm hay muộn, những điều này sẽ bị cuốn vào cuộc sống của bạn. Trừ khi bạn nói, tội nghiệp tôi quá khó để có thể là sự thật. Hỡi linh hồn ta, hãy nghỉ an nơi Đức Chúa Trời vì sự trông cậy ta ở nơi Ngài. Đây là lời tuyên bố quan trọng nhất trong bài Thi Thiên thứ 62. Linh hồn là tiềm thức, và người viết Thi Thiên đang nói với tiềm thức của mình rằng hãy mong đợi mọi thứ trực tiếp từ vũ trụ, không lệ thuộc vào cánh cửa và các kênh đến. Những mong đợi của tôi là từ Ngài. Đức Chúa Trời không thể thất bại, vì còn Đức Chúa Trời, các đường lối Ngài là trọn vẹn. Lời của Đức Giê-hô-va đã được luyện cho sạch. Ngài là cái khiên cho những kẻ nào nương náu mình nơi Ngài. Sách Thi Thiên chương 18, mục 30. Bạn có thể mong đợi bất kỳ điều tốt lành nào dường như không thể có được từ Chúa nếu bạn không giới hạn các kênh đến. Đừng nói bạn muốn nó được thực hiện như thế nào hoặc nó không thể thực hiện như thế nào, mà hãy nói, Chúa là đấng ban tặng và món quà và tạo ra những kênh tuyệt vời của riêng Ngài. Hãy xem câu nói sau đây, tôi không thể tách rời khỏi Đức Chúa Trời đấng ban cho, do đó tôi không thể bị tách rời khỏi món quà của Chúa. Món quà là Thiên Chúa đang hành động. Nhận thức rằng mọi phước lành đều là Chúa đang hành động, và nhìn thấy Chúa trong mọi khuôn mặt và điều tốt lành trong mọi tình huống. Điều này làm cho bạn làm chủ mọi điều kiện. Một người phụ nữ đến gặp tôi nói rằng bộ tản nhiệt trong căn hộ của họ không có hơi ấm và mẹ cô ấy đang bị cảm lạnh. Cô ấy nói thêm, chủ nhà đã tuyên bố rằng chúng tôi không thể sưởi ấm cho đến một ngày nhất định. Tôi trả lời, Chúa là chủ ngôi nhà của bạn. Cô ấy nói, đó là tất cả những gì tôi muốn biết, và lao ra ngoài. Tối hôm đó máy sưởi được bật mà không cần hỏi. Đó là bởi vì cô nhận ra rằng chủ nhà chính là Thượng Đế đang hiện thân. Đây là một thời đại tuyệt vời vì con người đang trở nên có tư duy kỳ diệu. Trích dẫn từ một bài báo tôi tìm thấy trên tờ New York Journal và American của John Anderson, nó chứng thực những gì tôi vừa nói. Tiêu đề của bài viết là những người đi xem kịch tạo nên những vở kịch siêu hình. Những người quản lý hoài nghi, người sẽ được gọi là Brock Pemberton, nói với giọng hơi nhiều mai. Và đêm hôm nọ, trong một cuộc nói chuyện bên lề đường giữa giờ giải lao, các bạn ý muốn nói đến những người chỉ trích rất biết nhiều về những gì công chúng New York muốn. Tại sao bạn không cho tôi biết phải sản xuất cái gì? Sao anh không nói cho tôi biết khán giả muốn xem vở kịch nào? Tôi muốn xem, tôi nói, nhưng anh sẽ không tin đâu. Anh đang cảm giác, anh ta nói, anh không biết và anh đang cố che đậy bằng cách giả vờ biết nhiều hơn những gì anh sẵn sàng nói. Anh không biết gì hơn tôi lúc này. Loại vở kịch nào thường thành công? Tôi có, tôi nói, có một sự thành công chắc chắn, một chủ đề có tác dụng và luôn có tác dụng, cho dù đó là sự cạnh tranh giữa chàng trai và cô gái, bí ẩn, bi kịch lịch sử, vân vân. Chưa có vở kịch nào về chủ đề này hoàn toàn hoàn hảo.
sẽ thất bại nếu nó có chút giá trị nào, và rất nhiều phim kém chất lượng đã thành công lớn. Ông Paul Burton có nói: anh lại trì hoãn nữa rồi, đó là loại vở kịch gì vậy? Siêu hình. Tôi nói hơi phạm lỗi với một từ lớn lao và lặng lẽ chờ đợi phản hồi kết quả. Siêu hình. Ông Pemberton có nói: ý bạn là siêu hình. Tôi ngừng lại một lúc vì ông Pemberton không nói gì, nhưng tiếp tục tuôn ra những tựa đề như những đồng cỏ xanh, chiếc xe chở sao, phép lạ của cha Malachi, vân vân. Một số trong số này, tôi nói thêm, đã đến được với công chúng mà không cần đến sự chỉ trích của giới phê bình. Nhưng có lẽ ông Pemberton đã rời đi để hỏi mọi rạp hát trong thị trấn: có nhà siêu hình nào trong nhà không? Mọi người đang bắt đầu nhận ra sức mạnh của ngôn từ và suy nghĩ của họ. Họ hiểu tại sao. Và đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Sách Hebrew chương 11, mục 1. Chúng ta thấy quy luật kỳ vọng được thực hiện thông qua sự nghe tín. Nếu bạn đi dưới gầm một chiếc thang và mong đợi nó sẽ mang lại điều xui xẻo cho bạn, thì nó sẽ mang lại cho bạn điều xui xẻo thực sự. Chiếc thang khá hồn nhiên, xui xẻo đã đến vì bạn mong đợi nó. Chúng ta có thể nói kỳ vọng hay hy vọng là bản chất của những điều được hy vọng, hay kỳ vọng còn là bản chất của điều mà con người lo sợ. Vì việc tôi sợ hãi đã thấu đến tôi, điều tôi kinh khủng lại xảy ra cho tôi. Sách Gióp chương 3 mục 25. Không có gì là quá khó để có thể trở thành sự thật. Không có gì là quá tuyệt vời để xảy ra. Không có gì là quá khó để tồn tại khi bạn trông cậy vào Chúa vì lợi ích của mình. Bây giờ hãy nghĩ đến những phước lành dường như quá xa vời và bắt đầu mong đợi chúng ngay bây giờ dưới ân điển một cách bất ngờ, vì Đức Chúa Trời hành động theo những cách không ngờ tới. Những điều kỳ diệu của Ngài được thực hiện. Tôi được biết rằng có 3.000 lời hứa trong Kinh Thánh. Bây giờ chúng ta hãy mong đợi tất cả những phước lành này sẽ xảy ra. Trong số đó, chúng ta được hứa giàu có và danh dự, tuổi trẻ vĩnh cửu, xác thịt của bạn sẽ trở nên như trẻ nhỏ, và sự sống vĩnh cửu, cái chết sẽ vượt qua. Cơ đốc giáo được hình thành dựa trên sự tha tội và ngôi mộ không có xương. Bây giờ chúng ta biết rằng tất cả những điều này đều có thể thực hiện được về mặt khoa học. Khi chúng ta kêu gọi luật tha thứ, chúng ta thoát khỏi lỗi lầm và hậu quả của dầu tội các ngươi như hồng điều sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu đỏ như son sẽ trở nên trắng như lông chiên. Sách Ê-sai chương 1 mục 18. Khi đó cơ thể chúng ta sẽ được tắm trong ánh sáng và biểu hiện năng lượng cơ thể là chất tinh khiết không thể hư hỏng và không thể phá hủy. Nó thể hiện sự hoàn hảo. Tôi mong chờ điều bất ngờ, điều tốt đẹp vinh quang của tôi giờ đây đã đến. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 4, bạn mong đợi điều gì? Và tiếp theo sau đây, xin mời quý khán giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 5. Quý khán giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 5, cánh tay đời đời của Chúa. Đức Chúa Trời hàng sống là nơi ở của ngươi, ở dưới có cánh tay đời đời của Ngài. Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 33 mục 27. Trong Kinh Thánh, cánh tay của Chúa luôn tượng trưng cho sự che chở. Các tác giả Kinh Thánh biết sức mạnh của một biểu tượng. Nó mang đến một hình ảnh gây ấn tượng sâu sắc trong tiềm thức. Họ sử dụng các biểu tượng về tảng đá, con cừu, người chăn cừu, vườn nho, ngọn đèn và hàng trăm biểu tượng khác. Sẽ rất thú vị nếu biết có bao nhiêu biểu tượng được sử dụng trong Kinh Thánh. Cánh tay còn tượng trưng cho sức mạnh. Đức Chúa Trời hằng sống là nơi ở của ngươi, ở dưới có cánh tay đời đời của Ngài.
Ngài đuổi kẻ thù nghịch khỏi trước mặt ngươi và phán cùng ngươi rằng: hãy diệt đi. Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, chương 33, mục 27. Kẻ thù nghịch trước mặt ngươi là ai? Đó là những hình tư tưởng tiêu cực mà bạn đã tạo dựng trong tiềm thức của mình. Kẻ thù của một người chỉ là suy nghĩ tiêu cực của anh ta. Những cánh tay vĩnh cửu đẩy lùi những tư tưởng thù địch này và tiêu diệt chúng. Bạn đã bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm khi thoát ra được một số dạng suy nghĩ tiêu cực chưa? Có lẽ bạn đã tích lũy một hình tư tưởng oán giận cho đến khi bạn luôn sôi sục giận dữ về điều gì đó. Bạn bực bội với những người bạn biết, những người bạn không biết, những người trong quá khứ và những người ở hiện tại. Và bạn có thể chắc chắn rằng những người trong tương lai sẽ không thoát khỏi cơn thịnh nộ của bạn. Mọi cơ quan trong cơ thể đều bị ảnh hưởng bởi sự oán giận. Vì khi bạn bực bội với mọi cơ quan của cơ thể. Bạn phải trả giá bằng bệnh thấp khớp, viêm dây thần kinh, vân vân. Vì những suy nghĩ mang tính axit sẽ tạo ra axit trong máu. Tất cả những rắc rối này xảy ra bởi vì bạn đang chiến đấu trong trận chiến, chứ không phó thác nó cho cánh tay đời đời của Chúa. Tôi đưa ra tuyên bố sau đây cho nhiều học sinh của tôi: cánh tay đời đời của Chúa vươn ra trên con người và hoàn cảnh, kiểm soát tình hình này và bảo vệ lợi ích của tôi. Điều này mang đến hình ảnh một cánh tay dài, tượng trưng cho sức mạnh và sự bảo vệ. Với việc nhận ra sức mạnh của cánh tay đời đời của Chúa, bạn sẽ không còn kháng cự hay phẫn uất nữa. Bạn sẽ thư giãn và buông bỏ. Những tư tưởng thù địch trong bạn sẽ bị tiêu diệt. Những điều kiện bất lợi sẽ biến mất. Phát triển tâm linh có nghĩa là khả năng đứng yên hoặc đứng sang một bên để trí tuệ vô hạn nâng đỡ gánh nặng và chiến đấu cho bạn. Khi gánh nặng oán giận được trút bỏ, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm. Bạn có thiện cảm với mọi người và tất cả các cơ quan trong cơ thể bạn bắt đầu hoạt động bình thường. Một đoạn trích dẫn của Albert Edward Day có viết: việc yêu kẻ thù là tốt cho sức khỏe tinh thần của chúng ta đã được biết đến và chấp nhận rộng rãi. Nhưng sự tiêu cực và những cảm xúc độc hại hủy hoại sức khỏe thể chất là một khám phá tương đối mới. Vấn đề sức khỏe thường là vấn đề cảm xúc. Những cảm xúc sai trái được giải trí và lặp đi lặp lại là những nguyên nhân mạnh mẽ gây ra bệnh tật. Khi nhà truyền giáo nói về việc yêu thương kẻ thù của bạn, con người trên đường có xu hướng bác bỏ ý tưởng, cho rằng ý tưởng này là không thể chịu đựng được và ngoan đạo. Nhưng thực tế là nhà siêu hình đang nói với bạn điều gì đó, vốn là một trong những quy luật đầu tiên của làm sạch cũng như đạo đức. Không một người nào, thậm chí vì thân thể của mình, có thể đủ khả năng để chìm đắm trong hận thù. Nó giống như liều thuốc độc lặp đi lặp lại. Khi bạn được thúc giục để loại bỏ nỗi sợ hãi, bạn không đang nghe theo một nhà duy tâm biện chứng. Đúng hơn là bạn đang nghe theo lời khuyên có ý nghĩa quan trọng đối với sức khỏe, cũng như lời khuyên về chế độ ăn uống. Chúng ta nghe rất nhiều về chế độ ăn uống cân bằng, nhưng nếu không có tâm trí cân bằng, bạn không thể tiêu hóa được những gì mình ăn, dù có calo hay không có calo. Không phản kháng là một nghệ thuật. Khi có được, thế giới là của bạn. Rất nhiều người đang cố gắng ép buộc các tình huống. Lợi ích lâu dài của bạn sẽ không bao giờ đến từ việc ép buộc ý chí cá nhân. Hãy chạy trốn khỏi những thứ trốn tránh bạn. Đừng tìm kiếm gì cả, vận may đang tìm kiếm bạn. Hãy nhìn cái bóng của anh ấy trên sàn nhà, nhìn hắn đứng ở cửa. Tôi không biết tác giả của những dòng này. Lop Lop, vận động viên nổi tiếng người Anh, được hỏi làm thế nào để đạt được tốc độ và sức bền khi chạy. Anh ấy trả lời: học cách thư giãn. Chúng ta hãy đạt được sự yên nghỉ này trong hành động. Anh ấy cảm thấy thoải mái nhất khi chạy nhanh nhất. Cơ hội lớn và thành công lớn của bạn thường đến vào lúc bạn ít mong đợi nhất. Bạn phải buông bỏ đủ lâu để luật hấp dẫn vĩ đại phát huy tác dụng. Bạn chưa bao giờ nhìn thấy một nam châm lo lắng và thất vọng. Nó đứng thẳng và không quan tâm đến thế giới, bởi vì nó biết những mũi tên không thể không lao tới nó. Những điều mà chúng ta mong muốn một cách chính đáng sẽ thành hiện thực khi chúng ta buông bỏ. Tôi nói trong khóa học trao đổi thư từ của mình: đừng để ham muốn của trái tim bạn trở thành căn bệnh của trái tim.
bạn hoàn toàn bị mất từ tính khi khao khát điều gì đó quá mãnh liệt. Bạn lo lắng, sợ hãi và đau khổ. Có một định luật thờ ơ huyền bí: không điều nào trong số này làm tôi lay động được. Con tàu của bạn đi qua một vùng biển tĩnh lặng. Nhiều người trong chân lý chống đối bạn bè vì quá lo lắng để họ đọc sách và đi nghe giảng. Họ gặp phải sự phản đối. Một người bạn đã mang cuốn sách Trò chơi cuộc đời và cách chơi của tôi đến nhà anh trai cô ấy để đọc. Những người thanh niên trẻ tuổi trong gia đình từ chối đọc nó. Không có thứ hạt rẻ nào dành cho họ. Một trong những thanh niên này lái taxi. Một đêm nọ, anh ta lái chiếc taxi của một người đàn ông khác. Khi đi qua ô tô, anh tìm thấy một cuốn sách được cất giấu ở đâu đó. Đó là Trò chơi cuộc đời và cách chơi. Ngày hôm sau, anh ấy nói với dì: tối qua cháu tìm thấy cuốn sách của bà Xin trên taxi. Cháu đã đọc nó và thấy hay quá. Trong đó có rất nhiều bài học hay. Tại sao dì không đọc? Đức Chúa Trời hành động theo con đường mình không biết và thực hiện những điều kỳ diệu của Ngài. Tôi gặp những người bất hạnh và một vài người biết ơn và hài lòng. Một ngày nọ, một người đàn ông nói với tôi: tôi có rất nhiều điều phải biết ơn. Tôi có sức khỏe tốt, đủ tiền mà tôi vẫn độc thân. Bài Thi Thiên thứ 89 rất thú vị vì chúng ta thấy rằng có hai cá nhân tham gia. Người đàn ông hát thi thiên vì tất cả các thi thiên đều là bài hát hoặc bài thơ, và Chúa trả lời anh ta. Đó là một bài ca ngợi, khen và tạ ơn, tán dương cánh tay mạnh mẽ của Thiên Chúa. Tôi sẽ hát sớm về sự nhân từ của Đức Giê-hô-va luôn luôn. Hỡi Đức Giê-hô-va Chúa Trời vạn quân, ai có quyền năng giống như Chúa? Chúa có cánh tay quyền năng, bàn tay của Chúa có sức mạnh, và tay hữu Chúa giơ cao lên. Sau đó, Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân trả lời: tay ta sẽ nâng đỡ người, cánh tay ta sẽ làm cho người mạnh mẽ. Ta sẽ dành giữ cho người sự nhân từ ta đến đời đời. Lập cùng người giao ước, ta cho vững bền. Chúng ta chỉ nghe thấy từ mãi mãi trong Kinh Thánh và trong chuyện cổ tích. Trong cái tuyệt đối, con người ở ngoài thời gian và không gian, sự tốt lành của Ngài là từ đời đời đến đời đời. Những câu chuyện cổ tích bắt nguồn từ những truyền thuyết cổ của người Ba Tư được xây dựng dựa trên sự thật. Aladdin và cây đèn thần của anh ấy là sự hình dung. Aladdin xoa cây đèn và mọi ước muốn của anh đều thành hiện thực. Lời nói của bạn là cây đèn thần hoặc cây đũa thần. Lời nói và suy nghĩ là một dạng hoạt động vô tuyến và không trở lại như một sự vô nghĩa. Một nhà khoa học đã nói rằng lời nói được khoác lên mình ánh sáng. Bạn đang liên tục gặt hái những thành quả từ lời nói của mình. Một người bạn trong một buổi họp của tôi nói rằng cô ấy đã đưa đến lớp tôi một người đàn ông đã thất nghiệp từ một năm trở lên. Tôi tuyên bố: bây giờ là thời điểm đắc định, hôm nay là ngày may mắn tuyệt vời của tôi. Nó đánh vào ý thức của anh. Ngay sau đó anh được giao một vị trí mới với mức lương 9.000 đô la một năm. Một người phụ nữ nói với tôi rằng khi tôi chúc phúc cho lễ vật, tôi nói rằng mỗi lễ vật sẽ được đền đáp gấp ngàn lần. Cô ấy đã bỏ một đô la vào bộ sưu tập. Cô ấy nói với sự hiểu biết sâu sắc: đồng đô la đó được ban phước và mang lại 1.000 đô la. Một thời gian ngắn sau đó, cô nhận được 1.000 đô la theo một cách không ai ngờ tới. Tại sao một số người chứng minh sự thật này nhanh hơn nhiều so với những người khác? Đó là vì họ có tai để nghe. Chúa Giê-xu kể dụ ngôn về người gieo hạt giống và hạt rơi trên đất tốt. Hạt giống là lời nói. Tôi nói, hãy lắng nghe lời nói có tác dụng. Câu nói giúp bạn nhận ra lời nói sẽ mang lại kết quả. Hôm nọ, tôi đến một cửa hàng nơi tôi biết khá rõ người chủ. Tôi đã đưa cho một nhân viên của anh ấy một tấm thẻ xác nhận. Tôi nói đùa với anh ấy rằng tôi sẽ không lãng phí thẻ xác nhận cho anh. Anh sẽ không sử dụng nó. Anh ấy trả lời: ồ, chắc chắn rồi, cho tôi một cái, tôi sẽ dùng nó. Tuần sau, tôi đưa cho anh ấy một tấm thiệp. Trước khi tôi rời đi, anh ấy hào hứng chạy đến chỗ tôi và nói: tôi đã tuyên bố và có hai khách hàng mới bước vào. Đó là: bây giờ là thời điểm đã định, hôm nay là ngày may mắn tuyệt vời của tôi. Và nó đã hoạt động.
Vì vậy, nhiều người sử dụng lời nói của họ trong những tuyên bố cường điệu và liều lĩnh. Tôi tìm được rất nhiều tài liệu cho những buổi nói chuyện của mình ở thẩm mỹ viện. Một cô gái trẻ muốn có một cuốn tạp chí để đọc. Cô gọi người lễ tân: "Hãy cho tôi một cái gì đó cực kỳ mới mẻ và cực kỳ thú vị." Tất cả những gì cô ấy muốn là tạp chí ảnh mới nhất. Bạn nghe người ta nói: "Tôi ước điều gì đó cực kỳ thú vị sẽ xảy ra." Họ đang mời gọi một số trải nghiệm không vui vào cuộc sống của chính họ. Sau đó họ tự hỏi: "Tại sao điều đó lại xảy ra với họ?" Cần có một khoa học siêu hình ở tất cả các trường đại học. Siêu hình là trí tuệ của mọi thời đại. Đó là sự khôn ngoan cổ xưa đã được dạy qua nhiều thế kỷ ở Ấn Độ, Ai Cập và Hy Lạp. Hermes Trismegistus là một người thầy vĩ đại của Ai Cập. Những lời dạy của ông được bảo vệ chặt chẽ và được truyền lại cho chúng ta hơn 10 thế kỷ. Ông sống ở Ai Cập vào thời mà loài người hiện nay còn ở giai đoạn sơ khai. Nhưng nếu bạn đọc kỹ Kybalion, bạn sẽ thấy rằng ông ấy đã dạy chúng những gì chúng tôi đang dạy hôm nay. Ông nói rằng mọi trạng thái tinh thần đều kèm theo những rung động. Bạn kết hợp với những gì bạn rung động. Vì vậy bây giờ tất cả chúng ta hãy rung động để đạt được thành công, hạnh phúc và thịnh vượng. Bây giờ là thời điểm đã đến. Hôm nay là ngày may mắn tuyệt vời của tôi. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 5 Cánh tay đời đời của Chúa. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 6 Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 6 Ngã ba đường. Nếu chẳng thích cho các ngươi phục sự Đức Giê-hô-va thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục sự. Sách Giô-suê chương 24 mục 15. Mỗi ngày đều có nhu cầu lựa chọn, tức là giống như ngã ba đường. Tôi sẽ làm cái này hay sẽ làm cái kia? Tôi sẽ đi hay ở lại? Nhiều người không biết phải làm gì. Họ vội vàng để người khác đưa ra quyết định cho mình, rồi hối hận vì đã nghe theo lời khuyên của họ. Có những người khác cẩn thận suy luận mọi việc. Họ cân nhắc và đo lường tình huống, giống như việc buôn bán hàng tạp hóa, và rất ngạc nhiên khi không đạt được mục tiêu. Vẫn còn những người khác đi theo con đường kỳ diệu của trực giác và tìm thấy mình ở miền đất hứa trong nháy mắt. Trực giác là một khả năng tâm linh cao hơn lý trí. Nhưng trên con đường là tất cả những gì bạn mong muốn hoặc yêu cầu. Trong cuốn sách Trò chơi cuộc đời và cách chơi, tôi đưa ra nhiều ví dụ về thành công đạt được nhờ sử dụng khả năng tuyệt vời này. Tôi cũng nói rằng lời cầu nguyện đang kêu cầu tới Chúa, và trực giác là Chúa đang liên hệ với bạn. Vì vậy, hãy chọn ngày hôm nay để đi theo con đường kỳ diệu của trực giác. Trong lớp hỏi đáp, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách trau dồi trực giác. Đối với hầu hết mọi người, đó là khả năng vẫn còn tiềm ẩn. Vì thế chúng ta nói: hãy thức dậy cho dù nó đang ngủ. Hãy thức tỉnh trước những lời dẫn dắt và linh cảm của bạn. Hãy thức tỉnh với sự thiêng liêng bên trong. Claude Braggin đã nói: sống bằng trực giác là sống theo chiều thứ tư. Bây giờ bạn cần phải đưa ra quyết định. Bạn sẽ phải đối mặt với một ngã ba đường. Hãy yêu cầu một khách hàng tiềm năng rõ ràng và bạn sẽ nhận được nó. Chúng ta tìm thấy nhiều sự kiện được diễn giải một cách siêu hình trong sách Giô-suê. Sau khi Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va qua đời, Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê, con trai của Nun, tôi tớ của Môi-se mà rằng: Môi-se tôi tớ ta đã chết, bây giờ ngươi và cả dân sự này hãy đứng dậy đi qua sông Giô-đanh, đang vào xứ mà ta ban cho dân Israel. Phàm nơi nào bàn chân các ngươi đạp đến thì ta ban cho các ngươi, y như ta đã phán cùng Môi-se. Bàn chân là biểu tượng của sự hiểu biết, nên về mặt siêu hình nó có nghĩa là tất cả những gì chúng ta hiểu đều nằm dưới chúng ta trong ý thức, và những gì đã bám rễ ở đó thì không bao giờ có thể bị lấy đi khỏi chúng ta.
Vì Kinh Thánh tiếp tục nói: Trót đời ngươi sống sẽ chẳng ai chống cự được trước mặt ngươi. Ta sẽ cùng ngươi như ta đã cùng Môi-se. Ta sẽ không lìa ngươi, không bỏ ngươi đâu. Hãy vững lòng bền chí, vì ngươi sẽ dẫn dân này đi nhận lấy xứ mà ta đã thề cùng tổ phụ ban cho chúng nó. Hãy chỉ vững lòng bền chí và cẩn thận làm theo hết thảy luật pháp mà Môi-se tôi tớ ta đã truyền cho ngươi. Chớ xây qua bên hữu hoặc bên tả, thế ngươi đi đâu cũng đều được thành vượng. Sách Giô-suê chương 1, mục từ 5 đến 7. Vì vậy chúng ta thấy mình thành công nhờ mạnh mẽ và rất can đảm trong việc tuân theo quy luật tâm linh. Chúng ta lại quay trở lại với ngã ba đường về sự cần thiết của sự lựa chọn. Nếu chẳng thích cho các ngươi phục sự Đức Giê-hô-va thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục sự. Sách Giô-suê chương 24, mục 15. Trí tuệ hoặc sự hướng dẫn thánh linh. Một người đàn ông nổi tiếng, người đã trở thành một thế lực lớn trong thế giới tài chính, đã nói với một người bạn rằng: Tôi luôn làm theo trực giác và tôi là hiện thân của may mắn. Cảm hứng là sự hướng dẫn thiêng liêng, là điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Mọi người đến các cuộc hội thảo sự thật để lấy cảm hứng. Tôi thấy từ đúng sẽ bắt đầu hoạt động thánh linh vận hành trong công việc của họ. Một người phụ nữ đến gặp tôi với một công việc phức tạp. Tôi nói với cô ấy: Hãy để Chúa giải quyết tình huống này, nó hoạt động. Cô khẳng định: Bây giờ tôi để Chúa giải quyết tình huống này. Gần như ngay lập tức, cô thuê được một căn nhà đã bị bỏ trống từ lâu. Hãy để Chúa tung hứng mọi tình huống, vì khi bạn cố tung hứng tình huống đó, bạn sẽ đánh rơi mọi quả bóng. Trong các lớp hỏi đáp, người ta thường hỏi tôi: Làm thế nào bà để Chúa sắp xếp một tình huống, và bà có ý gì khi nói tôi không nên tung hứng nó? Bạn tung hứng với trí tuệ sẽ nói: Thời buổi khó khăn, không có hoạt động nào trong lĩnh vực bất động sản, đừng mong đợi điều gì cho đến mùa thu năm 1958. Với quy luật tâm linh chỉ có hiện tại, trước khi bạn gọi, bạn đã được trả lời, vì thời gian và không gian chỉ là một giấc mơ, và phước lành của bạn vẫn ở đó, chờ bạn giải phóng nó bằng đức tin và lời nói. Nếu chẳng thích cho các ngươi phục sự Đức Giê-hô-va thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục sự. Nỗi sợ hãi hay niềm tin? Trong mỗi hành động do nỗi sợ hãi thúc đẩy đều ẩn chứa mầm mống thất bại của chính nó. Cần phải có nhiều sức mạnh và lòng can đảm để tin cậy nơi Chúa. Chúng ta thường tin tưởng Ngài trong những việc nhỏ, nhưng khi gặp chuyện lớn, chúng ta cảm thấy tốt hơn hết là mình nên tự giải quyết, rồi từ đó dẫn đến thất bại. Đoạn trích sau đây từ một lá thư tôi nhận được từ một người phụ nữ ở phương Tây cho thấy các điều kiện có thể thay đổi như thế nào trong nháy mắt. Tôi rất hân hạnh được đọc cuốn sách tuyệt vời của bà, Trò chơi cuộc đời và cách chơi. Tôi có 4 cậu con trai, 10, 13, 15 và 17, và nghĩ rằng thật tuyệt vời khi chúng nắm bắt được nó ngay từ những ngày đầu đời và có thể có được những thứ thuộc về chúng bằng quyền thiêng liêng. Người phụ nữ, tức là bà Xin, cho tôi đọc cuốn sách của bà ấy đã trao cho tôi. Nhưng dường như khi tôi cầm cuốn sách này lên, nó có sức hút và tôi không thể buông nó ra. Đọc xong tôi nhận ra mình đang cố gắng sống thánh linh nhưng không hiểu luật. Nếu không thì tôi đã tiến bộ hơn nhiều. Lúc đầu tôi nghĩ thật khó để tìm được chỗ đứng trong giới kinh doanh sau bao nhiêu năm làm mẹ. Nhưng tôi nhận ra câu nói này: Chúa tạo ra con đường ở những nơi không có lối đi, và Ngài đã làm chính điều đó cho tôi. Tôi biết ơn vị trí của mình và mỉm cười khi mọi người nói: Làm thế nào bạn làm việc đó? Quản lý 4 cậu con trai đang lớn, một ngôi nhà, sau tất cả những lần bạn phải nhập viện với những ca phẫu thuật lớn như vậy, và không có người thân nào ở gần bạn. Tôi có câu nói đó trong cuốn sách của mình: Chúa tạo ra con đường mà không có lối đi. Chúa đã mở đường cho cô trong công việc kinh doanh khi tất cả bạn bè của cô đều nói rằng điều đó không thể thực hiện được. Người bình thường sẽ nói với bạn rằng hầu hết mọi việc đều không thể làm được. Tôi đã có một ví dụ về điều này vào ngày khác. Trong một cửa hàng, tôi đã tìm thấy một chiếc máy pha chế bằng bạc rất thú vị, có thể tạo ra một cốc bất cứ thứ gì.
Tôi nhiệt tình đưa nó cho một số người bạn xem, nghĩ rằng nó rất dễ thương. Và một người nói: nó sẽ không bao giờ thành công đâu. Người kia thì nói: nếu nó thuộc về tôi thì tôi sẽ vứt nó đi. Tôi ủng hộ chiếc máy pha chế và nói rằng tôi biết nó sẽ hoạt động, và nó đã hoạt động. Bạn bè của tôi đơn giản là điển hình của những người bình thường nói rằng không thể làm được. Tất cả những ý tưởng lớn đều gặp phải sự phản đối. Đừng để người khác làm rung chuyển con thuyền của bạn. Hãy đi theo con đường khôn ngoan và hiểu biết, và đừng quay qua bên phải hay bên trái, để bất cứ nơi nào bạn đi, bạn đều có thể thịnh vượng. Trong sách Giô-suê chương 24 mục 13, chúng ta đọc được một lời nói đáng chú ý: ta ban cho các ngươi đất mà các ngươi không có cày, những thành mà các ngươi không có xây và các ngươi ở đó, những vườn nho và cây ô liu mà các ngươi không có trồng, để dùng làm vật thực cho các ngươi. Điều này cho thấy con người không thể kiếm được gì cả, phước lành đến từ những món quà, quà tặng để không ai khoe khoang. Với việc nhận ra sự giàu có, chúng ta nhận được món quà của sự giàu có. Với việc nhận ra thành công, chúng ta nhận được món quà của thành công. Vì thành công là giàu có và là những trạng thái của tâm trí. Vì Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của tôi, ấy chính Ngài đã đem chúng tôi và tổ phụ chúng tôi lên khỏi xứ Ê-díp-tô, tức là khỏi nhà nô lệ. Sách Giô-suê chương 24 mục 17. Vùng đất Ai Cập tượng trưng cho bóng tối, ngôi nhà của sự nô lệ, nơi con người là nô lệ cho những nghi ngờ và sợ hãi, cũng như niềm tin và sự thiếu thốn và giới hạn, kết quả của việc đi sai ngã ba đường. Bất hạnh là do không bám vào những điều mà tinh thần đã bộc lộ qua trực giác. Tất cả những điều lớn lao đều được thực hiện bởi những người kiên trì với những ý tưởng lớn của mình. Henry Ford đã qua tuổi trung niên khi ý tưởng về chiếc xe Ford đến với ông. Ông ấy gặp khó khăn lớn trong việc huy động tiền. Bạn bè của ông cho rằng đó là một ý tưởng điên rồ. Cha ông nói với ông trong nước mắt: Henry, tại sao con lại từ bỏ một công việc lương cao 25 đô la một tuần để theo đuổi một ý tưởng điên rồ? Nhưng không ai có thể làm lung lay con thuyền của Henry Ford. Vì vậy, để ra khỏi đất Egypto hay Ai Cập, ra khỏi vùng đất nô lệ, chúng ta phải đưa ra những quyền quyết định đúng đắn, đi theo con đường đúng đắn. Chỉ hãy vững lòng bền chí và cẩn thận làm theo hết thảy luật pháp mà Môi-se tôi tớ ta đã truyền cho ngươi, chớ xây qua bên hữu hoặc bên tả. Hễ để ngươi đi đâu cũng đều được thịnh vượng. Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Sách Giô-suê chương 1 mục 7-8. Vì vậy, khi đến ngã ba đường ngày hôm nay, chúng ta hãy dũng cảm đi theo tiếng nói của trực giác. Kinh Thánh gọi đó là tiếng nói êm dịu nhỏ nhẹ. Có một giọng nói vang lên phía sau tôi nói rằng: đây là con đường, hãy đi theo đó. Trên con đường này là điều tốt đẹp đã được chuẩn bị sẵn cho bạn. Các bạn sẽ tìm thấy: ta ban cho các ngươi đất mà các ngươi không có cày, những thành mà các ngươi không có xây và các ngươi ở đó, những vườn nho và cây ô liu mà các ngươi không có trồng, để dùng làm vật thực cho các ngươi. Sách Giô-suê chương 24 mục 13. Tôi được Chúa dẫn dắt, tôi đi theo ngã rẽ bên phải trên đường. Chúa mở ra một đường mà không có lối đi trước đó. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 6, ngã ba đường. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 7. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 7, vượt biển. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: sao ngươi kêu van ta? Hãy bảo dân Israel cứ đi. Sách Xuất Ê-díp-tô ký chương 14 mục 15. Một trong những câu chuyện ấn tượng nhất trong Kinh Thánh là cả những người Israel vượt qua biển đỏ.
Môi-se đang dẫn họ ra khỏi đất Ai Cập, nơi họ bị giam giữ trong cảnh nô lệ và cùng cực. Họ đang bị người Ai Cập truy đuổi. Con cái Israel giống như hầu hết mọi người không thích tin cậy Chúa. Họ đã lẩm bẩm rất nhiều. Họ nói với Môi-se: "Chúng tôi há chẳng có nói cùng người tại xứ Ê-díp-tô rằng: để mặc chúng tôi phục dịch dân Ê-díp-tô, vì thà rằng phục dịch họ còn hơn phải chết nơi đồng vắng." Sách Xuất Ê-díp-tô ký chương 14, mục 12. Môi-se đáp cùng dân sự rằng: "Chớ sợ chi, hãy ở đó, rồi ngày nay xem sự giải cứu Đức Giê-hô-va sẽ làm cho các ngươi. Vì người Ê-díp-tô mà các ngươi ngó thấy ngày nay thì chẳng bao giờ ngó thấy nữa." Sách Xuất Ê-díp-tô ký chương 14, mục 13. Đức Giê-hô-va sẽ chiến cử cho, còn các ngươi cứ yên lặng. Sách Xuất Ê-díp-tô ký chương 14, mục 13. Chúng ta có thể nói rằng Môi-se đã chuyển đức tin vào con cái Israel. Họ thà làm nô lệ cho những nghi ngờ và sợ hãi cũ, vì Ê-díp-tô hay Ai Cập tượng trưng cho bóng tối, hơn là đón nhận chiếc xích đu khổng lồ vào đức tin và vượt qua vùng hoang dã để đến miền đất hứa của họ. Thực sự có một vùng hoang dã phải vượt qua trước khi bạn đến được miền đất hứa. Những nghi ngờ và sợ hãi cũ luôn vây quanh bạn, nhưng luôn có ai đó bảo bạn hãy tiến về phía trước. Luôn có một Môi-se trên con đường của bạn, đôi khi đó là một người bạn, đôi khi là trực giác. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: "Sao ngươi kêu van ta? Hãy bảo dân Israel cứ đi." Sách Xuất Ê-díp-tô ký chương 14, mục 15. "Còn ngươi hãy giơ gậy lên, đưa tay trên mặt biển, phần rẽ nước ra, thì dân Israel sẽ xuống biển đi như trên đất cạn." Sách Xuất Ê-díp-tô ký chương 14, mục 16. "Và Môi-se giơ tay ra trên biển, Đức Giê-hô-va dẫn trận gió đông thổi mạnh đến, đùa biển, lại trọn cả đêm. Ngài làm cho biển bày ra khô, nước phân rẽ." Sách Xuất Ê-díp-tô ký chương 14, mục 21. "Dân Israel xuống biển đi như trên đất cạn, còn nước làm thành một tấm vách ngăn bên hữu và bên tả." Sách Xuất Ê-díp-tô ký chương 14, mục 22. "Người Ê-díp-tô bèn đuổi theo, hết thảy ngựa, binh xa cùng lính kỵ của Pha-ra-ôn đều theo xuống giữa biển." Sách Xuất Ê-díp-tô ký chương 14, mục 23. "Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy giơ tay ngươi ra trên biển, nước sẽ trở lấp người Ê-díp-tô, binh xa và lính kỵ của chúng nó." Sách Xuất Ê-díp-tô ký chương 14, mục 26. Môi-se bèn giơ tay mình ra trên biển, lối sáng mai nước trở lấp phủ đáy biển lại, người Ê-díp-tô chạy trốn bị nước chặn. Vậy Đức Giê-hô-va xô họ xuống giữa biển. Sách Xuất Ê-díp-tô ký chương 14, mục 27. Thế thì nước trở lại bao phủ binh xa, lính kỵ của cả đạo binh Pharaon đã theo dân Israel xuống biển, chẳng còn sót lại một ai. Sách Xuất Ê-díp-tô ký chương 14, mục 28. Bây giờ hãy nhớ rằng Kinh Thánh đang nói về cá nhân, nó đang nói về vùng hoang dã của bạn, biển đỏ và vùng đất hứa. Mỗi người trong số các bạn đều có một miền đất hứa, một trái tim khao khát, nhưng các bạn quá bị người Ê-díp-tô bắt làm nô lệ, tức là những suy nghĩ tiêu cực của mình. Điều đó dường như rất xa vời và quá khó để có thể là sự thật. Bạn coi việc tin cậy Chúa là một đề nghị rất mạo hiểm. Vùng hoang dã có thể còn tồi tệ hơn người Ai Cập. Và làm sao bạn biết miền đất hứa của bạn thực sự tồn tại? Đầu óc lý trí sẽ luôn ủng hộ người Ai Cập hay người Ê-díp-tô. Nhưng sớm hay muộn, điều gì đó sẽ nói: tiến lên. Đó thường là hoàn cảnh mà bạn bị thúc đẩy đến nó. Tôi lấy ví dụ về một sinh viên. Cô ấy là một nghệ sĩ piano rất xuất sắc và đã thành công rực rỡ ở nước ngoài. Cô trở về với một cuốn sách để những mẩu báo chí và một trái tim hạnh phúc. Một người họ hàng quan tâm đến cô và nói rằng cô sẽ hỗ trợ tài chính cho chuyến lưu diễn hòa nhạc. Họ đã chọn một người quản lý chịu trách nhiệm về chi phí và tham gia đặt chỗ cho cô. Sau một hoặc hai buổi hòa nhạc, không còn tiền nữa, người quản lý đã biển thủ số tiền của cô. Bạn tôi bế tắc, khó khăn và thất vọng.
Đây chính là lúc cô ấy đến với tôi. Cô ghét người đàn ông đó và điều đó khiến cô phát ốm. Cô có rất ít tiền và chỉ có thể thuê một căn phòng buồn tẻ, nơi tay cô thường quát lạnh để tập luyện. Quả thật, cô đã bị ràng buộc bởi sự căm ghét, oán giận, thiếu thốn và hạn chế của người Egypto hay Ai Cập. Có người đã đưa cô ấy đến một trong những cuộc hội thảo của tôi. Cô ấy đã nói chuyện với tôi và kể câu chuyện của mình. Tôi nói, trước hết bạn phải ngừng ghét người đàn ông đó. Khi bạn có thể tha thứ cho anh ta, thành công của bạn sẽ quay trở lại với bạn. Bạn đang bắt đầu sự tha thứ. Đó có vẻ là một đơn đặt hàng khá lớn, nhưng cô ấy đã cố gắng và thường xuyên đến dự tất cả các cuộc hội thảo của tôi. Trong lúc đó, người thân đã khởi kiện để đòi lại số tiền. Thời gian trôi qua và nó không bao giờ ra đến tòa. Bạn tôi được gọi đi California, cô không còn lo lắng trước tình huống này nữa và đã tha thứ cho người đàn ông kia. Đột nhiên, sau khoảng 4 năm, cô được thông báo rằng vụ việc đã được đưa ra tòa. Cô đã gọi cho tôi khi đến New York và yêu cầu tôi lên tiếng vì lẽ phải và công lý. Họ đến vào thời điểm đã chỉ định và mọi chuyện đã được giải quyết bên ngoài tòa án. Người đàn ông sẽ hoàn lại số tiền bằng cách thanh toán hàng tháng. Cô ấy đến gặp tôi với niềm vui tràn trề vì cô ấy nói, tôi không hề có chút oán giận nào đối với người đàn ông đó. Ông ấy đã rất ngạc nhiên khi tôi chào đón ông ta một cách thân mật. Người thân của cô nói rằng tất cả số tiền đó đều được đưa cho cô, nhưng cô đã tìm được cho mình một số tiền lớn. Bây giờ cô ấy sẽ sớm đến được miền đất hứa của mình. Cô ấy bước ra khỏi ngôi nhà nô lệ của sự căm ghét và oán giận và vượt qua biển đỏ của mình. Thiện chí của cô đối với người đàn ông đã khiến nước rẽ ra và cô băng qua vùng đất khô cằn. Đất khô tượng trưng cho cái gì đó chắc chắn dưới chân bạn. Bàn chân tượng trưng cho sự hiểu biết. Môi-se nổi bật là một trong những nhân vật vĩ đại nhất trong lịch sử Kinh Thánh. Môi-se phải rời khỏi Ai Cập cùng với dân tộc mình. Nhiệm vụ trước mắt anh ta không chỉ là việc Pharaon không muốn thả những người mà ông ta đã biến thành nô lệ, mà còn là kích động cuộc nổi dậy mở rộng của quốc gia này đã mất thế chủ động dưới sự gian khổ của những người cai trị. Cần phải có thiên tài phi thường để đáp ứng điều kiện này, điều kiện mà Môi-se sở hữu với sự hy sinh bản thân và lòng dũng cảm với niềm tin của chính mình, sự buông bỏ. Anh được mệnh danh là người đàn ông hiền lành nhất. Chúng ta thường nghe câu nói hiền lành như Môi-se. Anh ta rất nhu mì trước mệnh lệnh của Chúa, đến nỗi anh ta trở thành một trong những người mạnh mẽ nhất. Còn ngươi hãy giơ gậy lên, đưa tay trên mặt biển, phân rẽ nước ra, thì dân Israel sẽ xuống biển, đi như trên đất cạn. Sách xuất Egypto ký, chương 14, mục 16. Vì vậy, không bao giờ nghi ngờ, người nói với con cái Israel, hãy tiến lên. Đây là một việc làm táo bạo. Rất nhiều người xuống biển với niềm tin trọn vẹn rằng họ sẽ không chết đuối. Hãy xem điều kỳ diệu này. Và Môi-se giơ tay ra trên biển, Đức Giê-hô-va dẫn trận gió đông thổi mạnh đến, đùa biển lại trọn vẹn cả đêm. Ngài làm cho biển bày ra khô, nước phân rẽ. Sách xuất Egypto ký, chương 14, mục 21. Bây giờ hãy nhớ rằng điều này có thể xảy ra với bạn ngày hôm nay. Hãy nghĩ về vấn đề của bạn. Có thể bạn đã mất sáng kiến khi sống làm nô lệ cho Pharaon quá lâu, như những nghi ngờ, sợ hãi và chán nản. Hãy tự nói với chính mình, hãy tiến về phía trước. Đức Giê-hô-va dẫn trận gió đông thổi mạnh đến, đùa biển lại tròn cả đêm. Chúng ta sẽ coi cơn gió đông mạnh mẽ này như một lời khẳng định mạnh mẽ. Lấy một tuyên bố quan trọng của sự thật. Ví dụ, nếu vấn đề của bạn là vấn đề tài chính, hãy nói, sự cung cấp của tôi đến từ Chúa và những bất ngờ lớn lao về mặt tài chính giờ đây đến với tôi dưới ân điển theo những cách hoàn hảo. Câu nói này hay vì nó chứa đựng yếu tố bí ẩn. Chúng ta được biết rằng Chúa thực hiện những điều kỳ diệu theo những cách kỳ diệu. Chúng ta có thể nói theo những cách đáng ngạc nhiên. Bây giờ, bạn đã tuyên bố về việc cung cấp. Bạn đã khiến gió đông thổi. Vì vậy, hãy tiến tới biển đỏ của sự thiếu sót hoặc hạn chế. Cách để tiến tới biển đỏ là làm điều gì đó để thể hiện
sự dũng cảm của bạn. Tôi sẽ kể câu chuyện về một sinh viên được bạn bè mời đến thăm tại một khu nghỉ dưỡng mùa hè rất thời thượng. Cô đã sống ở nông thôn một thời gian dài, ngày càng nặng nề hơn và không có gì phù hợp với cô ngoài bộ đồ trinh sát dành cho nữ sinh. Đột nhiên cô nhận được lời mời, nó có nghĩa là quần áo buổi tối, dép và phụ kiện. Cô không có thứ nào trong số đó và không có tiền để mua chúng. Cô ấy đã đến với tôi nói, linh cảm của bạn là gì? Cô ấy trả lời, tôi cảm thấy rất không sợ hãi, dù sao thì tôi cũng có linh cảm phải đi. Thế là cô ấy ép mình vào thứ gì đó để đi. Khi đến nhà bạn mình, cô được chào đón nồng nhiệt, nhưng bà chủ nhà nói với vẻ bối rối, có thể những gì tôi sẽ làm sẽ khiến bạn tổn thương, nhưng có một số bộ quần áo buổi tối và đôi dép tôi chưa bao giờ đi mà tôi đã đặt trong phòng, bạn sẽ sử dụng chúng chứ? Bạn tôi bảo đảm với cô ấy rằng cô ấy sẽ rất vui và mọi thứ đều hoàn hảo. Quả thực, cô ấy đã đi đến biển đỏ và băng qua đất liền. Nước biển đỏ của tôi tách ra và tôi đi qua vùng đất khô cằn. Giờ đây tôi đã tiến vào miền đất hứa của mình. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 7 Vượt biển. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta đến với nội dung của chương 8. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 8, Người gác cổng. Ta đã lập vọng canh gác, kể các ngươi hãy chăm chỉ nghe tiếng kèn. Sách Giê-rê-mi chương 6 mục 17. Tất cả chúng ta đều phải có người canh gác ở cánh cổng suy nghĩ của mình. Người gác cổng là tâm trí siêu thức. Chúng ta có quyền lựa chọn suy nghĩ của mình, vì chúng ta đã sống trong tư tưởng chủng tộc hàng ngàn năm nên dường như không thể kiểm soát được chúng. Chúng lao qua tâm trí chúng ta như đang dẫm lên gia súc hoặc con cừu. Tôi nhìn thấy hình ảnh một chú chó chăn cừu đang điều khiển đàn cừu trên các bản tin. Nó là làm tròn tất cả trừ ba con cừu. Ba con này chống cự và phẫn uất. Chúng kêu la và nhấc chân trước lên để phản đối, nhưng con chó chỉ ngồi xuống phía trước và không bao giờ rời mắt khỏi chúng. Nó không sủa hay đe dọa, nó chỉ ngồi nhìn với vẻ quyết tâm. Một lát sau, đàn cừu hất đầu và đi vào chuồng. Chúng ta có thể học cách kiểm soát suy nghĩ của mình theo cách tương tự, bằng sự quyết tâm nhẹ nhàng chứ không phải bằng vũ lực. Chúng ta đưa ra lời khẳng định và lặp lại nó liên tục trong suy nghĩ của chúng ta khi đang bùng nổ. Không phải lúc nào chúng ta cũng có thể kiểm soát được suy nghĩ của mình, nhưng chúng ta có thể kiểm soát lời nói của mình, và sự lặp lại sẽ gây ấn tượng với tiềm thức, và khi đó chúng ta sẽ làm chủ được tình huống. Trong chương thứ 6 sách Giê-rê-mi, chúng ta đọc: Ta đã lập vọng canh, kể các ngươi hãy chăm chỉ nghe tiếng kèn. Sự thành công và hạnh phúc trong cuộc sống của bạn phụ thuộc vào người canh gác cửa, suy nghĩ của bạn, và sớm hay muộn đều kết tinh từ bên ngoài. Mọi người nghĩ rằng bằng cách chạy trốn khỏi một tình huống tiêu cực, họ sẽ thoát khỏi nó. Nhưng dù họ đi đến đâu, tình huống đó vẫn đối mặt với họ. Họ sẽ gặp những trải nghiệm tương tự cho đến khi họ học được bài học của mình. Ý tưởng này được thể hiện trong bộ phim cảm động Phù thủy xứ Oz. Cô bé Dorothy rất bất hạnh vì người phụ nữ xấu tính trong làng muốn cướp đi con chó Toto của cô ấy. Trong tuyệt vọng, cô đến tâm sự với dì Annie và chú Henry, nhưng họ quá bận để lắng nghe và bảo cô bé hãy đi ra. Cô ấy nói với Toto, có một nơi nào đó, một nơi tuyệt vời trên cả bầu trời cao, nơi mọi người đều hạnh phúc và không ai xấu tính cả. Cô ấy muốn ở đó biết bao. Một cơn lốc xoáy ở Kansas bất ngờ xuất hiện. Cô và Toto bị nhấc lên cao trên bầu trời và hạ cánh xuống xứ Oz. Mọi thứ lúc đầu có vẻ rất thú vị, nhưng chẳng bao lâu cô ấy lại có những trải nghiệm cũ. Bà già xấu tính của làng đã biến thành một mụ phù thủy khủng khiếp và vẫn đang cố gắng giành lấy Toto
từ tay bà. Cô ước gì mình có thể quay lại Kansas với được yêu cầu tìm phù thủy xứ Oz. Ông có toàn quyền và sẽ đáp ứng yêu cầu của cô. Cô bắt đầu tìm cung điện của ông ta ở thành phố Ngọc Lục Bảo. Trên đường đi, cô gặp một con bù nhìn. Nó rất bất hạnh vì nó không có não. Cô gặp một người đàn ông làm bằng thiếc. Anh ta vô cùng bất hạnh vì không có trái tim. Sau đó cô gặp một con sư tử đang rất bất hạnh vì nó không có lòng dũng cảm. Cô cổ vũ họ bằng cách nói: tất cả chúng ta sẽ đến gặp phù thủy xứ Oz và ông ấy sẽ cho chúng ta những gì chúng ta muốn. Muốn bù nhìn có bộ não, người thiếc có một trái tim và lòng dũng cảm của sư tử. Họ gặp phải những trải nghiệm khủng khiếp vì mụ phù thủy độc ác quyết tâm bắt Dorothy và lấy đi Toto cùng đôi dép hồng ngọc bảo vệ cô. Cuối cùng họ cũng đến được cung điện Ngọc Lục Bảo của phù thủy xứ Oz. Họ yêu cầu được gặp nhưng được thông báo rằng chưa ai từng nhìn thấy phù thủy xứ Oz, người sống một cách bí ẩn trong cung điện. Nhưng nhờ sự ảnh hưởng của phù thủy tốt bụng phương Bắc, họ được vào cung điện. Ở đó họ phát hiện ra phù thủy chỉ là một pháp sư giả đến từ quê hương của Dorothy ở Kansas. Tất cả họ đều tuyệt vọng vì mong muốn của họ không thể được thực hiện. Nhưng sau đó phù thủy tốt bụng cho họ thấy rằng điều ước của họ đã được thực hiện. Bù nhìn đã phát triển trí não bằng cách phải quyết định phải làm gì trong những trải nghiệm mình gặp phải. Người thiếp nhận thấy mình có trái tim vì yêu Dorothy, còn sư tử đã trở nên dũng cảm vì phải thể hiện lòng dũng cảm trong nhiều cuộc phiêu lưu của mình. Phù thủy tốt bụng đến từ phương Bắc nói với Dorothy: con đã học được gì từ kinh nghiệm của mình? Và Dorothy trả lời: con đã học được rằng mong muốn của trái tim con là ở chính ngôi nhà và ở sân trước của chính con. Thế là phù thủy tốt bụng vẫy cây đũa phép của mình và Dorothy ở lại nhà. Cô tỉnh dậy và phát hiện ra rằng bù nhìn, người thiếc và con sư tử chính là những người đàn ông làm việc trong trang trại của chú cô. Họ rất vui mừng khi cô tỉnh lại. Câu chuyện dạy rằng nếu bạn bỏ chạy thì vấn đề của bạn sẽ đuổi theo bạn. Đừng bối rối trước một hoàn cảnh vì nó sẽ rơi khỏi sức nặng của chính nó. Có một quy luật huyền bí về sự thờ ơ: không có điều nào trong số này làm tôi lay động được, không có điều nào trong số này làm phiền tôi. Chúng ta có thể nói theo những ngôn ngữ hiện đại: khi bạn không còn có thể bị quấy rầy nữa, mọi sự xáo trộn sẽ biến mất khỏi bên ngoài. Dầu Chúa ban bánh hoạn nạn và nước khốn khó cho các ngươi, các thầy giáo ngươi sẽ chẳng lẩn khuất nữa, mắt ngươi sẽ được thấy các thầy giáo ngươi. Sách Ê-sai chương 30 mục 20. Ta đã lập vọng canh kể các ngươi, hay chăm chỉ nghe tiếng kèn, nhưng chúng nó đáp rằng chúng tôi không khứng nghe. Sách Giê-rê-mi chương 6 mục 17. Kèn chuông phép là một loại nhạc cụ được sử dụng từ xa xưa để thu hút sự chú ý của mọi người đến một điều gì đó nhằm chiến thắng, ra mệnh lệnh. Bạn sẽ hình thành thói quen chú ý đến từng suy nghĩ và lời nói khi nhận ra rằng tầm quan trọng của chúng. Trí tưởng tượng, chiếc kéo của tâm trí liên tục cắt bỏ những sự kiện xảy đến với cuộc đời bạn. Nhiều người đang cắt bỏ những hình ảnh sợ hãi, nhìn thấy những điều không được Thiên Chúa sắp đặt. Với con mắt duy nhất, con người chỉ nhìn thấy sự thật. Anh ta nhìn thấu cái ác, biết rằng từ đó nảy sinh ra điều tốt. Anh ta biến sự bất công thành công lý và tước vũ khí của kẻ thù dường như của mình bằng cách gửi thiện chí. Chúng ta đọc trong thần thoại về Cyclops, một chủng tộc khổng lồ được cho là sinh sống ở Sicily. Những người khổng lồ này chỉ có một mắt ở giữa trán. Vị trí của khoa hình ảnh nằm ở trán, tức là giữa hai mắt. Vậy những người khổng lồ trong truyền thuyết này đều xuất phát từ ý tưởng này. Bạn thực sự là một người khổng lồ khi chỉ có một mắt. Khi đó mọi suy nghĩ sẽ là một suy nghĩ mang tính xây dựng và mỗi lời nói sẽ là một lời quyền năng. Hãy để con mắt thứ ba là người canh gác cổng. Con mắt là đèn của thân thể. Nếu mắt ngươi sáng sủa thì cả thân thể ngươi sẽ được sáng láng. Sách Matthew chương 6 mục 22. Với một con mắt, cơ thể của bạn sẽ được biến đổi thành cơ thể tâm linh của bạn. Cơ thể điện được tạo ra theo hình ảnh và hình ảnh của Chúa hay trí tưởng tượng. Bằng cách
nhìn ra kế hoạch hoàn hảo, chúng ta có thể cứu chuộc thế giới bằng con mắt bên trong của mình, nhìn thấy một thế giới hòa bình, sung túc và thiện chí. Đừng cứ bề ngoài mà xét đoán, nhưng phải xét đoán theo lẽ công bình. Sách Răng, chương 7, mục 24. Nước này chẳng còn giả gươm lên nghịch cùng nước khác, người ta chẳng còn tập sự chiến tranh. Sách Ê-sai, chương 2, mục 4. Quy luật thờ ơ huyền bí có nghĩa là bạn không bị quấy rầy bởi những biểu hiện bất lợi. Bạn kiên trì giữ vững suy nghĩ mang tính xây dựng và nó sẽ chiến thắng. Luật tâm linh vượt lên trên luật nhân quả. Đây là thái độ tâm trí mà người chữa bệnh hoặc người hành nghề phải có đối với bệnh nhân của mình. Thờ ơ với những biểu hiện thiếu thốn, mất mát hay bệnh tật vì tạo ra sự thay đổi về tâm, thân và sự việc. Hãy để tôi trích dẫn từ chương thứ 31 của sách Jeremy. Lời nói chính là một trong những niềm vui. Nó đưa ra hình ảnh của một cá nhân được giải phóng khỏi suy nghĩ tiêu cực. Sẽ có ngày những kẻ canh trên các núi Ephraim kêu rằng: hãy trỗi dậy, chúng ta hãy lên núi Sion đến cùng Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta. Sách Jeremy, chương 31, mục 6. Người gác cổng không ngủ cũng không ngủ, đó là con mắt trông chừng Israel. Nhưng cá nhân sống trong thế giới của những suy nghĩ tiêu cực sẽ không ý thức được con mắt bên trong này. Anh ta thỉnh thoảng có thể có những tia sáng trực giác hoặc sự soi sáng, sau đó lại rơi vào thế giới hỗn loạn. Cần có quyết tâm và sự cảnh giác thường trực để kiểm tra lời nói và suy nghĩ. Những suy nghĩ sợ hãi, thất bại, oán giận và ác ý phải được hòa tan và tiêu tan. Hãy lấy câu nói: cây nào cha ta trên trời không trồng thì sẽ bị nhổ đi. Điều này mang lại cho bạn một bức tranh sống động về việc nhổ cỏ dại trong vườn. Chúng bị vứt bỏ và khô héo vì không có đất nuôi dưỡng. Nhưng cá nhân sống trong thế giới của những suy nghĩ tiêu cực sẽ không ý thức được con mắt bên trong này. Bạn nuôi dưỡng những suy nghĩ tiêu cực bằng cách dành cho chúng sự chú ý của bạn. Hãy sử dụng quy luật thờ ơ huyền bí và từ chối quan tâm. Chẳng bao lâu nữa, bạn sẽ bỏ đói đội quân của tất cả những người ngoài hành tinh. Những ý tưởng thiêng liêng sẽ lấn át ý thức của bạn. Những ý tưởng sai lầm sẽ biến mất, và bạn sẽ chỉ mong muốn điều mà Chúa mong qua bạn. Người Trung Hoa có câu tục ngữ: triết gia để lại vết cắt chiếc áo khoác của mình cho người thợ may. Nhưng cá nhân sống trong thế giới của những suy nghĩ tiêu cực sẽ không ý thức được con mắt bên trong này. Vì vậy, hãy giao kế hoạch cuộc đời bạn cho đấng thiết kế thánh linh, và bạn sẽ thấy mọi điều kiện đều hoàn hảo, vĩnh viễn. Mảnh đất tôi đang ở là mảnh đất thánh. Bây giờ tôi đang nhanh chóng mở rộng vào kế hoạch thiêng liêng của cuộc đời mình, nên mọi điều kiện đều hoàn hảo, vĩnh viễn. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 8, Người gác cổng. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 9. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 9, Con đường của sự thịnh vượng. Trong mọi sự ấy, Gióp không phạm tội và chẳng nói phạm thượng của Đức Chúa Trời. Sách Gióp, chương 22, mục 24. Con đường thịnh vượng là con đường một chiều, nhưng người xưa vẫn nói, không có hai cách để làm điều đó. Bạn đang hướng đến sự thiếu thốn hoặc hướng tới sự dư thừa. Người có ý thức giàu có và người có ý thức nghèo đói không đi trên cùng một con đường tinh thần. Có một nguồn cung cấp dồi dào một cách thiêng liêng cho mỗi cá nhân. Người giàu đang khai thác nó vì những suy nghĩ giàu có sẽ tạo ra môi trường xung quanh giàu có. Hãy thay đổi suy nghĩ của bạn, và trong nháy mắt mọi điều kiện của bạn sẽ thay đổi. Thế giới của bạn là thế giới của những ý tưởng được kết tinh, những từ ngữ được kết tinh. Sớm hay muộn, bạn cũng sẽ gặt hái được thành quả từ lời nói và suy nghĩ của mình. Lời nói là những cơ thể hoặc sức mạnh chuyển động theo hình xoắn ốc và quay trở lại
vào đúng thời điểm để đi qua cuộc đời của những người tạo ra chúng. Người luôn nói về sự thiếu thốn và hạn chế sẽ gặt hái sự thiếu thốn và hạn chế. Bạn không thể vào vương quốc dồi dào để than vãn về số phận của mình. Tôi biết một người phụ nữ luôn bị giới hạn trong ý tưởng về sự thịnh vượng. Cô ấy liên tục may quần áo cũ của mình thay vì mua quần áo mới. Cô ấy rất cẩn thận với số tiền mình có và luôn khuyên chồng không nên tiêu quá nhiều. Cô ấy nói đi nói lại: "Tôi không muốn bất cứ thứ gì mà tôi không thể mua được." Đột nhiên cả thế giới của cô như vỡ vụn. Chồng cô đã bỏ cô, mệt mỏi vì sự cằn nhằn và suy nghĩ hạn hẹp. Cô đang tuyệt vọng khi một ngày nọ cô tình cờ đọc được một cuốn sách về siêu hình. Nó giải thích sức mạnh của suy nghĩ và lời nói. Cô nhận ra rằng cô đã mời gọi mọi trải nghiệm không vui bằng suy nghĩ sai lầm. Cô cười một cách chân thành trước những sai lầm của mình và quyết định thu lợi từ chúng. Cô quyết tâm chứng minh quy luật về sự dồi dào. Cô đã sử dụng số tiền mình có một cách không sợ hãi để thể hiện niềm tin và nguồn cung cấp vô hình của mình. Cô trông cậy vào Chúa là nguồn thịnh vượng của mình. Cô không còn lên tiếng thiếu thốn hạn chế nữa. Cô giữ cho mình cảm giác và trông thịnh vượng. Những người bạn cũ của cô hầu như không nhận ra cô. Cô đã lao vào con đường của sự dư thừa. Số tiền đến với cô nhiều hơn trước đây cô từng có. Những cánh cửa chưa từng có đã mở ra những kênh tuyệt vời, đã được giải phóng. Cô đã trở nên rất thành công trong một công việc mà cô ấy không hề được đào tạo. Cô thấy mình đang ở trên mảnh đất kỳ diệu. Chuyện gì đã xảy ra? Cô đã thay đổi chất lượng lời nói và suy nghĩ. Cô đã tin cậy vào Chúa và vào mọi công việc của mình. Cô đã có nhiều sự xung đột vào giờ thứ 11, nhưng nguồn cung của cô ấy luôn đến vì cô ấy đã tạo nên kênh dẫn và cảm ơn không hề dao động. Gần đây có người đã gọi cho tôi và nói: "Tôi đang tìm kiếm một vị trí trong vô vọng." Tôi trả lời: "Đừng tuyệt vọng tìm kiếm nó. Hãy tìm kiếm nó với lời khen ngợi và tạ ơn. Vì Chúa, nhà siêu hình vĩ đại nhất, đã dạy rằng: Hãy cầu nguyện với lời khen ngợi và tạ ơn. Khen ngợi và tạ ơn mở cửa, vì sự mong đợi luôn chiến thắng." Tất nhiên, luật pháp không mang tính cá nhân, và một người không trung thực với tư duy giàu có sẽ không thu hút được sự giàu có. Nhưng việc làm không tốt sẽ luôn thành công tồi tệ. Như Shakespeare đã nói, nó sẽ chỉ tồn tại trong thời gian ngắn và không mang lại hạnh phúc. Chỉ cần đọc báo cũng thấy đường lối của kẻ vi phạm là gian khổ. Đó là lý do tại sao việc đưa ra các yêu cầu của bạn một cách chính xác đối với nguồn cung cấp toàn cầu đã rất cần thiết, và yêu cầu những gì thuộc về bạn theo quyền thiêng liêng và dưới ân điển một cách hoàn hảo. Một số người thu hút sự thịnh vượng nhưng không thể giữ được nó. Đôi khi họ quay đầu lại, đôi khi họ mất bình tĩnh vì sợ hãi và lo lắng. Một người bạn trong lớp học hỏi đáp của tôi thì đã kể câu chuyện này. Có người ở quê nhà vốn nghèo khó, bỗng dưng tiền đổ vào nhà, nó mang lại sự giàu có lớn lao. Người cha tham gia câu lạc bộ đồng quê và chơi golf. Ông ấy không còn trẻ nữa, việc tập luyện quá sức đối với ông và ông đã chết khi tập luyện. Điều này khiến cả gia đình vô cùng sợ hãi. Tất cả họ đều quyết định rằng họ có thể bị bệnh tim, nên giờ họ đang nằm trên giường với những y tá được đào tạo bài bản và theo dõi từng nhịp tim. Trong tư tưởng cổ hủ, mọi người phải lo lắng về điều gì đó. Họ không còn lo lắng về tiền bạc nữa, nên họ chuyển nỗi lo lắng sang sức khỏe. Ý tưởng cũ là bạn không thể có mọi thứ. Nếu bạn có được thứ này, bạn sẽ mất thứ khác. Mọi người luôn nói may mắn của bạn sẽ không kéo dài. Điều đó quá khó để có thể là sự thật. Chúa Giê-xu đã nói: "Ta đã bảo các ngươi những điều đó hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi." Sách Giăng chương 16 mục 33. Trong siêu thức có một nguồn cung dồi dào cho mọi nhu cầu và lợi ích của bạn là hoàn hảo và lâu dài. Nếu ông trở lại cùng đấng toàn năng, tất ông sẽ được lặp lại. Nếu ông trừ bỏ sự gian ác khỏi trại mình. Sách Gióp chương 22 mục 23. Nhắm biểu vật mình vào bụi đất
và quang vàng Ophir giữa các hòn đá của khe. Sách Gióp chương 22 mục 24. Thì đấng toàn năng sẽ là biểu vật của ông, ngài sẽ là bạc quý cho ông. Sách Gióp chương 22 mục 25. Thật là một hình ảnh sang trọng kết quả của việc về với đấng toàn năng trong ý thức. Với người bình thường đã lâu nay vẫn nghĩ đến sự thiếu thốn, thì việc xây dựng một ý thức giàu có là rất khó. Tôi có một sinh viên đã thu hút được thành công lớn khi tuyên bố: tôi là con gái của vua, người cha giàu có của tôi bây giờ đang tuôn đổ sự giàu có của mình lên tôi. Tôi là con gái của vua, mọi thứ đều nhường chỗ cho tôi. Nhiều người phải chịu đựng những điều kiện hạn chế vì họ quá lười biếng về mặt tinh thần, không thể nghĩ mình thoát khỏi những điều kiện đó. Bạn phải khát vọng lớn lao để tự do tài chính. Bạn phải cảm thấy mình giàu có. Bạn phải thấy mình giàu có. Bạn phải liên tục chuẩn bị cho sự giàu có. Hãy trở thành một đứa trẻ và tin rằng bạn giàu có. Khi đó, bạn đang gây ấn tượng vào tiềm thức bằng sự mong đợi. Trí tưởng tượng là công xưởng của con người, là chiếc kéo của trí óc, nơi anh ta không ngừng cắt bỏ những sự kiện trong cuộc đời mình. Siêu thức là lĩnh vực của cảm hứng, sự mặc khải, sự soi sáng và trực giác. Trực giác thường được gọi là linh cảm. Tôi không xin lỗi về từ linh cảm nữa, bây giờ nó có trong từ điển mới nhất của Webster. Tôi có linh cảm muốn tra cứu từ linh cảm và nó đúng như vậy. Siêu thức là vương quốc của những ý tưởng hoàn hảo, thiên tài vĩ đại nắm bắt suy nghĩ của mình từ siêu thức. Không có tầm nhìn hay trí tưởng tượng, người của tôi sẽ diệt vong. Khi con người mất đi khả năng tưởng tượng về điều tốt đẹp của mình, họ sẽ chết hoặc suy sụp. Thật thú vị khi so sánh bản dịch Kinh Thánh tiếng Pháp và tiếng Anh trong câu thứ 21 chương 22 của sách Gióp. Chúng ta đọc: ấy vậy, ông hãy hòa thuận với ngài, hãy ở bình an, nhờ đó phúc hạnh sẽ giao cho ông. Trong Kinh Thánh tiếng Pháp thì chúng ta đọc: hãy hòa hợp với Chúa thì ngươi sẽ có được bình an, như vậy ngươi sẽ được hưởng hạnh phúc. Câu thứ 23: nếu ông trở lại cùng đấng toàn năng, tất ông sẽ được lặp lại, nếu ông từ bỏ sự gian ác khỏi chạy mình. Còn trong bản dịch tiếng Pháp thì chúng ta đọc: ngươi sẽ được lặp lại nếu trở về cùng đấng toàn năng, bỏ sự gian ác ra khỏi nơi ở của mình. Trong câu thứ 24 chúng ta đọc được một bản dịch mới và tuyệt vời. Kinh Thánh tiếng Anh viết: nhãn biểu vật mình vào bụi đất và quang vàng Ophir giữa các hòn đá của khe. Trong Kinh Thánh tiếng Pháp nói: hãy ném vàng vào các bụi, vàng của Ophir giữa những viên sỏi của dòng nước, và đấng toàn năng sẽ là vàng, bạc, sự giàu có của ngươi. Điều đó có nghĩa là nếu mọi người phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn cung cấp hữu hình của họ, thì tốt hơn hết là vứt bỏ đi và tìm đường tuyệt đối vào đấng toàn năng về vàng, bạc và của cải. Tôi đưa ra một ví dụ trong câu chuyện do một người bạn kể cho tôi. Một linh mục đến thăm một nữ tu viện ở Pháp, nơi họ cho nhiều trẻ em ăn uống. Một nữ tu viện tuyệt vọng đã nói với linh mục rằng họ không có thức ăn, trẻ em chắc chắn sẽ đói. Cô ấy nói rằng họ chỉ có một đồng xu, giá trị của 1/4 đô la. Họ cần thức ăn và quần áo. Linh mục nói: hãy đưa cho tôi đồng xu. Cô đưa nó cho ông và ông ném nó ra ngoài cửa sổ. Bây giờ ông nói: hãy trông cậy hoàn toàn vào Chúa. Chỉ trong một thời gian ngắn, bạn bè đã đến với rất nhiều đồ ăn và quà tặng bằng tiền. Điều này không có nghĩa là vứt bỏ số tiền bạn có, nhưng đừng phụ thuộc vào nó. Hãy phụ thuộc vào nguồn cung vô hình của bạn, ngân hàng, trí tưởng tượng. Bây giờ, chúng ta hãy hòa hợp với Chúa và có được sự bình an, vì ngài sẽ là vàng, bạc và sự giàu có của chúng ta. Thì đấng toàn năng sẽ là biểu vật của ông, ngài sẽ là bạc quý cho ông. Sách Gióp chương 22 mục 25. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 9, con đường của sự thịnh vượng. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 10.
Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 10. Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Sách Thi Thiên, chương 23, mục 1. Thi Thiên 23 là bài thi thiên nổi tiếng nhất trong số tất cả các thi thiên mà chúng ta có thể nói rằng đó là bài chủ đạo cho sứ điệp của Kinh Thánh. Nó cho con người biết rằng anh ta sẽ không bao giờ thiếu thốn khi anh ta nhận ra hoặc tin chắc rằng Chúa là đấng chăn giữ anh ta, nhận ra rằng trí tuệ vô hạn đang đáp ứng mọi nhu cầu. Nếu bạn có được niềm tin này ngay hôm nay, mọi nhu cầu sẽ được đáp ứng ngay bây giờ và mãi mãi về sau. Bạn sẽ ngay lập tức rút ra được từ vô số bất cứ thứ gì bạn mong muốn hoặc yêu cầu, vì những gì bạn cần đã có sẵn trên con đường của bạn. Một người phụ nữ chợt nhận ra, Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Cô như chạm vào nguồn cung cấp vô hình của mình. Cô cảm thấy ở ngoài thời gian và không gian, cô không còn dựa vào bên ngoài nữa. Cuộc trình diễn đầu tiên của cô là một cuộc trình diễn nhỏ nhưng cần thiết. Cô cần ngay một số chiếc kẹp giấy, nhưng không có thời gian để đến cửa hàng văn phòng phẩm và mua chúng. Để tìm thứ khác, cô mở một chiếc dương ít dùng đến, và trong đó cô tìm thấy khoảng chục chiếc kẹp giấy lớn. Cô cảm thấy luật đang có hiệu lực và cảm ơn, rồi một số tiền cần thiết xuất hiện. Mọi việc lớn nhỏ đều đến với cô. Kể từ đó, cô đã dựa vào câu nói, Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Chúng tôi thường nghe người ta nói, tôi không nghĩ việc cầu xin Chúa tiền bạc hay đồ vật là điều đúng đắn. Họ không nhận ra rằng nguyên tắc sáng tạo này nằm trong mỗi con người. Tâm linh đích thực đang chứng minh Chúa là nguồn cung cấp của bạn hàng ngày, chứ không chỉ thỉnh thoảng. Chúa Giê-xu biết luật này, thì bất cứ điều gì Ngài mong muốn hoặc yêu cầu đều xuất hiện ngay trên đường đi của Ngài: bánh, cá và tiền. Với nhận thức này, mọi người hoạt động, cất giữ tích trữ và hà tiện thì nó sẽ biến mất. Điều này không có nghĩa là bạn không nên có tài khoản ngân hàng và các khoản đầu tư, nhưng nó có nghĩa là bạn không nên phụ thuộc vào chúng. Vì nếu bạn thua lỗ ở một hướng nào đó, bạn sẽ có lời ở một hướng khác. Luôn luôn. Vậy các vựa lẫm con sẽ đầy dư dật và những thùng của con sẽ tràn rượu mới. Sách Châm Ngôn, chương 3, mục 10. Bây giờ, làm cách nào một người có thể tiếp xúc được với nguồn cung cấp vô hình của mình? Bằng cách đưa ra một tuyên bố về sự thật khiến anh ta nhận ra. Điều này không dành cho một số ít người được chọn. Bất cứ ai kêu cầu danh Chúa đều sẽ được cứu chuộc. Chúa là người chăn dắt của bạn, của tôi và của mọi người. Đức Chúa Trời là trí tuệ tối cao, tận tâm đáp ứng nhu cầu của con người. Lời giải thích là con người đó chính là Chúa đang hành động. Chúa Giê-xu đã nói, ta và cha ta là một. Chúng ta có thể diễn giải câu nói này và nói, tôi và nguyên lý sáng tạo vĩ đại của vũ trụ là một và giống nhau. Con người chỉ thiếu sót khi mất liên lạc với nguyên tắc sáng tạo này. Nguyên lý phải được tin cậy hoàn toàn, vì đó là trí tuệ thuần túy và biết cách thành công. Trí óc lý trí và ý chí cá nhân gây ra đoạn mạch. Hãy tin tưởng ở tôi và tôi sẽ làm được điều đó. Hầu hết mọi người đều đầy lo âu và sợ hãi khi không có gì bên ngoài để bám víu vào. Một người phụ nữ đến gặp một học viên và nói, tôi chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé, tội nghiệp, không có ai ngoài Chúa bảo vệ tôi. Người học viên nói, cô không cần phải lo lắng nếu có Chúa ở bên cô, vì tất cả những gì vương quốc ban cho là của bạn. Một người phụ nữ gọi điện cho tôi và nói, gần như rơi nước mắt, tôi rất lo lắng về tình hình kinh doanh. Tôi đáp, tình hình với Chúa vẫn như cũ, Chúa là người chăn dắt của bạn, bạn sẽ chẳng thiếu thốn gì. Nếu một cánh cửa đóng lại thì một cánh cửa khác sẽ mở ra. Một doanh nhân rất thành công, người được thực hiện mọi công việc theo phương pháp sự thật, đã nói, vấn đề với hầu hết mọi người là họ phải dựa vào những điều kiện nhất định. Họ không có đủ trí tưởng tượng để tiếp tục mở ra những kênh mới. Gần như mọi thành công lớn đều được xây dựng trên một thất bại. Tôi được biết rằng Edgar Bergen đã mất vai diễn trong vở kịch Broadway vì họ không muốn có thêm bất kỳ nhân vật nào nữa. Noel Coward đã mời anh ấy tham gia chương trình phát thanh Rully Wally.
anh ấy và Charlie McCarthy trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm. Tôi kể câu chuyện tại một cuộc gặp gỡ của tôi về một người đàn ông quá nghèo và chán nản đến nỗi đã chấm dứt tất cả. Vài ngày sau đó, một lá thư thông báo rằng anh được thừa kế một khối tài sản lớn. Một người đàn ông trong cuộc hội thảo có nói: điều đó có nghĩa là khi bạn muốn chết, cuộc xung đột của bạn được nghỉ 3 ngày. Vâng, đừng để bóng tối trước bình minh bị đánh lừa. Thật là một điều tốt lành khi thỉnh thoảng được nhìn thấy bình minh để thuyết phục bạn rằng nó luôn tồn tại đến mức nào. Nó làm tôi nhớ đến một trải nghiệm cách đây vài năm. Tôi có một người bạn sống ở Brooklyn gần công viên Prospect. Cô thích làm những điều khác thường và nói với tôi: hãy đến thăm tôi và chúng ta sẽ dậy sớm ngắm bình minh ở công viên Prospect. Lúc đầu tôi từ chối, nhưng sau đó tôi có linh cảm rằng đó sẽ là một trải nghiệm thú vị. Đó là vào mùa hè, chúng tôi thức dậy vào khoảng 4 giờ. Bạn tôi, con gái nhỏ của cô ấy và tôi. Trời tối đen như mực, nhưng chúng tôi vẫn đi dọc con phố tới lối vào công viên. Một số cảnh sát nhìn chúng tôi một cách tò mò, nhưng bạn tôi nói với họ một cách trịnh trọng: chúng ta sẽ đi ngắm mặt trời mọc. Và điều đó dường như làm họ hài lòng. Chúng tôi đi bộ qua công viên đến vườn hoa hồng xinh đẹp. Một vệt hồng nhạt xuất hiện ở phía đông. Rồi đột nhiên chúng tôi nghe thấy một tiếng náo động khủng khiếp nhất. Chúng tôi đã ở gần sở thú và tất cả các loài động vật đang chào đón bình minh. Sư tử và hổ gầm lên, linh cẩu cười, có tiếng la hét và tiếng hú. Mỗi con vật đều có gì đó để nói vì một ngày mới đã đến gần. Nó thực sự truyền cảm hứng nhất. Ánh sáng xuyên qua hàng cây, mọi thứ đều có một khía cạnh kinh khủng. Sau đó khi trời sáng dần, bóng của chúng tôi ở phía trước thay vì phía sau. Bình minh của một ngày mới. Đây là bình minh tuyệt vời đến với mỗi người chúng ta sau một thời gian đen tối. Bình minh của thành công, hạnh phúc và thịnh vượng của bạn chắc chắn sẽ đến. Mỗi ngày đều quan trọng vì chúng ta đọc trong bài thơ Tiếng Phạn tuyệt vời. Đó là: hãy nhìn xem, vì thế cho đến ngày nay, đó là lời chào bình minh. Ngày hôm nay, Chúa là người chăn dắt của bạn. Ngày này bạn sẽ không thiếu gì vì bạn và nguyên tắc sáng tạo vĩ đại này là một và giống nhau. Thi Thiên 34 cũng là thi thiên về sự an toàn. Nó bắt đầu bằng lời chúc tụng Chúa: tôi sẽ chúc tụng Đức Giê-hô-va luôn, sự khen ngợi Ngài hằng ở nơi miệng tôi. Những người tìm kiếm Chúa sẽ không phải tìm kiếm điều tốt lành nào cả. Tìm kiếm Chúa có nghĩa là con người phải thực hiện bước đi đầu tiên: hãy đến gần ta và ta sẽ đến gần ngươi. Chúa phán vậy. Bạn tìm kiếm Chúa bằng cách khẳng định, mong đợi và chuẩn bị cho điều tốt lành cho mình. Nếu bạn cầu xin thành công và chuẩn bị cho thất bại, bạn sẽ nhận được thứ mà bạn đã chuẩn bị. Tôi kể trong cuốn sách Trò chơi cuộc đời và cách chơi của mình về một người đàn ông đã yêu cầu tôi nói ra rằng tất cả các khoản nợ của anh ta sẽ được xóa sạch. Sau khi chữa lành, anh nói: bây giờ tôi đang nghĩ xem mình sẽ nói gì với mọi người khi không có tiền trả cho họ. Một phương pháp điều trị sẽ không giúp ích gì cho bạn nếu bạn không có niềm tin vào nó, vì niềm tin và sự mong đợi sẽ in sâu vào tiềm thức hình ảnh của sự thỏa mãn. Trong Thi Thiên thứ 23, chúng ta đọc thấy: Ngài bổ lại linh hồn tôi. Tâm hồn chính là tiềm thức của bạn và phải được lưu giữ lại bằng những ý tưởng đúng đắn. Bất cứ điều gì bạn cảm thấy sâu sắc đều được in sâu vào tiềm thức và thể hiện trong công việc của bạn. Nếu bạn bị thuyết phục rằng mình là kẻ thất bại, thì bạn sẽ là kẻ thất bại cho đến khi bạn gây ấn tượng với tiềm thức bằng niềm tin rằng bạn là người thành công. Điều này được thực hiện bằng cách đưa ra một lời khẳng định hành động. Một người bạn trong một cuộc hội thảo nói rằng: tôi đã nói với cô ấy khi cô ấy rời khỏi phòng, mặt đất bạn đang ở là mảnh đất thu hoạch. Mọi chuyện với cô ấy thật buồn tẻ, nhưng câu nói này đã có tác dụng. Mảnh đất thu hoạch vang lên trong tai cô. Những điều tốt đẹp ngay lập tức bắt đầu đến với cô và những bất ngờ hạnh phúc. Sở dĩ cần phải khẳng định là vì sự lặp lại gây ấn tượng với tiềm thức. Lúc đầu bạn không thể kiểm soát suy nghĩ của mình, nhưng bạn có thể kiểm soát lời nói. Và Chúa Giê-xu đã nói: vì bởi lời nói
mà ngươi sẽ được xưng là công bình, cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ bị phạt. Sách Matthew chương 12 mục 37. Mỗi ngày hãy chọn những lời nói đúng đắn, những suy nghĩ đúng đắn. Khoa hình ảnh là khoa sáng tạo, từ trí tưởng tượng của trái tim nảy sinh ra những vấn đề của cuộc sống. Chúng ta có tất cả các ngân hàng mà chúng ta có thể sử dụng, ngân hàng trí tưởng tượng. Chúng ta hãy tưởng tượng mình giàu có, sung túc và hạnh phúc. Hãy tưởng tượng mọi công việc của chúng ta đều theo trật tự thiêng liêng. Nhưng hãy để con đường hoàn hảo dành cho trí tuệ vô hạn. Người có vũ khí mà bạn không biết, người có các kênh sẽ làm bạn ngạc nhiên. Một trong những đoạn quan trọng nhất trong Thi Thiên 23 đó là: Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Điều này có nghĩa là ngay cả khi đối mặt với hoàn cảnh của kẻ thù do bạn nghi ngờ, sợ hãi hoặc oán giận, một lối thoát đã được chuẩn bị sẵn cho bạn. Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Sách Thi Thiên chương 23 mục 1. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 10 Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 11. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 11, chiêm ngưỡng điều kỳ diệu. Tôi sẽ nhắc lại công việc của Đức Giê-hô-va, nhớ đến các phép lạ của Ngài khi xưa. Sách Thi Thiên chương 77 mục 11. Những từ kỳ diệu và tuyệt vời được sử dụng nhiều lần trong Kinh Thánh. Trong từ điển, từ ngạc nhiên được định nghĩa là một nguyên nhân gây ngạc nhiên, kinh ngạc, một phép màu, một điều kỳ diệu. Alkansky trong cuốn sách Tam Thức, tức là ý thức, tiềm thức và siêu thức, đã gọi thế giới chiều thứ tư là thế giới của những điều kỳ diệu. Về mặt toán học, anh ấy đã tin rằng có một thế giới mà mọi điều kiện đều hoàn hảo. Chúa Giê-xu gọi nó là vương quốc. Chúng ta có thể nói, trước tiên hãy tìm kiếm thế giới kỳ diệu và mọi thứ sẽ được thêm vào cho bạn. Nó chỉ có thể đạt được thông qua trạng thái ý thức. Chúa Giê-xu đã nói, để vào nước Đức Chúa Trời, chúng ta phải trở nên như một đứa trẻ nhỏ. Trẻ nhỏ luôn ở trong trạng thái vui vẻ và ngạc nhiên. Tương lai hứa hẹn những điều tốt đẹp bí ẩn, bất cứ điều gì có thể xảy ra qua đêm. Robert Louis Stevenson trong Vườn Thơ của Trẻ Nhỏ có nói: thế giới có rất nhiều thứ, tôi chắc chắn rằng tất cả chúng ta đều sẽ hạnh phúc như những vị vua. Vì vậy, chúng ta hãy ngạc nhiên nhìn những gì ở trước mắt chúng ta. Tuyên bố nó đã được đưa ra cho tôi vài năm trước, tôi đề cập đến nó trong cuốn sách của mình Trò Chơi Cuộc Đời và Cách Chơi. Tôi đã bỏ lỡ một cơ hội và cảm thấy lẽ ra tôi nên ý thức hơn về điều tốt đẹp của mình. Ngày hôm sau, tôi đã tuyên bố vào sáng sớm, tôi ngạc nhiên nhìn những gì ở trước mắt tôi. Đến trưa, điện thoại reo và lời đề nghị lại được đưa ra cho tôi. Lần này, tôi đã nắm bắt được nó. Quả thực tôi đã làm vậy, ngạc nhiên vì tôi không bao giờ mong đợi cơ hội đến với mình, bởi trong tâm trí đã có nó rồi. Một người bạn trong một cuộc gặp của tôi hôm nọ đã nói rằng câu nói này đã mang lại cho cô ấy những kết quả tuyệt vời. Nó lấp đầy ý thức với niềm mong đợi hạnh phúc. Trẻ em tràn đầy niềm mong đợi hạnh phúc cho đến khi trưởng thành, và những trải nghiệm bất hạnh đưa chúng ta khỏi thế giới kỳ diệu. Chúng ta hãy nhìn lại và nhắc lại một số ý tưởng u ám đã được đưa ra cho chúng ta. Đừng mong đợi quá nhiều rồi bạn sẽ thất vọng. Bạn không thể có tất cả mọi thứ trong cuộc sống này. Tuổi thơ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của bạn. Không ai biết tương lai sẽ mang lại điều gì. Thật là một sự khởi đầu trong cuộc sống. Đây là một số ấn tượng tôi có được khi còn nhỏ. Lúc 6 tuổi, tôi đã có tinh thần trách nhiệm rất cao. Thay vì ngạc nhiên nhìn những gì ở trước mắt, tôi lại nhìn với vẻ sợ hãi và nghi ngờ. Bây giờ tôi cảm thấy trẻ hơn nhiều so với hồi tôi 6 tuổi. Tôi có một bức ảnh đầu tiên được chụp vào thời điểm đó. Tôi đang ôm một bông hoa, nhưng với vẻ mặt lo lắng và vô vọng, tôi đã bỏ lại thế giới kỳ diệu phía sau mình. Bây giờ tôi đang sống trong thế giới thực tế, như những người lớn tuổi của tôi đã nói với tôi, và điều đó
chẳng có gì là kỳ diệu cả. Thật là một đặc ân lớn lao cho trẻ em được sống trong thời đại này, khi chúng được dạy về sự thật ngay từ khi mới sinh ra. Ngay cả khi họ không được dạy về siêu hình thực sự thì vẫn tràn ngập niềm vui chờ đợi. Bạn có thể trở thành Shirley Temple hay Freddy Bartholomew, hoặc một nghệ sĩ dương cầm vĩ đại khi 16 tuổi và tham gia một chuyến lưu diễn hòa nhạc. Bây giờ tất cả chúng ta đều quay trở lại thế giới của những điều kỳ diệu, nơi mà bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra chỉ sau một đêm, vì khi phép màu đến, chúng sẽ đến nhanh chóng. Vì vậy, chúng ta hãy trở thành ý thức về điều kỳ diệu và chuẩn bị cho những điều kỳ diệu, mong đợi những điều kỳ diệu, và sau đó chúng ta mời chúng bước vào cuộc sống của mình. Có lẽ bạn cần một phép màu tài chính, có một nguồn cung cấp cho mọi nhu cầu thông qua đức tin tích cực, lời nói và trực giác. Chúng ta giải phóng nguồn cung cấp vô hình này. Tôi sẽ lấy một ví dụ. Một trong những sinh viên của tôi nhận thấy mình gần như không có tiền. Cô ấy cần 1.000 đô la, và trước đây cô đã có rất nhiều tiền và nhiều tài sản đẹp đẽ, nhưng chẳng còn lại gì ngoài một cái bọc lông chồn. Không có người buôn lông thú nào sẵn sàng trả giá cao cho cô ấy. Tôi đã hứa rằng nó sẽ được bán cho đúng người và với mức giá phù hợp, hoặc nguồn cung sẽ đến theo cách khác. Cần phải có tiền ngay lập tức, không có thời gian để lo lắng hay lý do. Cô ấy đang trên đường đưa ra lời khẳng định của mình. Đó là một ngày giông bão. Cô tự nhủ, tôi sẽ thể hiện niềm tin tích cực và nguồn cung cấp vô hình của mình bằng cách bắt taxi. Đó là một linh cảm rất mạnh mẽ. Khi cô bước xuống taxi tại điểm đến, một người phụ nữ đã đứng đợi để lên xe. Đó là một người bạn cũ, một người bạn rất rất tốt bụng. Đây là lần đầu tiên trong đời cô đi taxi, nhưng chiếc Rolls Royce của cô lại không hoạt động vào chiều hôm đó. Họ nói chuyện và bạn tôi kể cho cô ấy nghe về chiếc bọc Emmy. Tại sao? Bạn cô nói, tôi sẽ cho bạn 1.000 đô la cho việc đó. Và chiều hôm đó, cô ấy có tấm xét. Đường lối ngài thật khéo léo, phương pháp ngài thật chắc chắn. Hôm nọ, một sinh viên đã viết cho tôi rằng cô ấy đang sử dụng câu nói đó. Đường lối ngài thật khéo léo, phương pháp ngài thật chắc chắn. Hàng loạt cuộc tiếp xúc bất ngờ đã dẫn đến tình huống mà cô hằng mong ước. Cô ngạc nhiên nhìn cách thức hoạt động của quy luật. Các cuộc biểu tình của chúng tôi thường diễn ra trong một giây, tất cả đều được tính thời gian với độ chính xác đáng kinh ngạc trong tâm trí thiêng liêng. Học sinh của tôi xuống taxi đúng lúc bạn cô ấy dừng lại để vào. Một giây sau, cô ấy sẽ gọi một chiếc taxi khác. Phần của con người là phải tỉnh táo trước những lời dẫn dắt và linh cảm của mình, vì trên con đường kỳ diệu của trực giác là tất cả những gì anh ta mong muốn hoặc yêu cầu. Trong Kinh Thánh, sách Thi Thiên được công nhận là sự hoàn hảo của thơ trước tình. Thi Thiên vốn là cốt lõi của lời bài hát, không thể tìm thấy lĩnh vực nào cao hơn tinh thần sùng đạo. Một tinh thần ngay lập tức nâng mình lên để phục vụ Thiên Chúa và tràn ngập khía cạnh khác nhau của đời sống tích cực và chiêm nghiệm. Các thi thiên cũng là tài liệu của con người, và tôi đã chọn Thi Thiên thứ 77 vì nó cho thấy hình ảnh của một con người tuyệt vọng, nhưng khi chiêm ngưỡng những kỳ công của Thiên Chúa, đức tin và sự bảo đảm được phục hồi bên trong. Tôi sẽ kêu cầu cùng Đức Chúa Trời, phát tiếng hướng cùng Đức Chúa Trời, ngài ắt lắng tai nghe. Trong ngày gian truân, tôi tìm cầu Chúa. Ban đêm tay tôi giơ thẳng lên không mỏi, linh hồn tôi không chịu an ủi. Chúa há sẽ từ bỏ đến đời đời ư? Ngài há chẳng còn ban ơn nữa sao? Sự nhân từ ngài há dứt đến mãi mãi ư? Lời hứa của ngài há không thành đời đời sao? Đức Chúa Trời há quên làm sao? Trong cơn giận ngài há khép lòng thương xót ư? Sê-la. Tôi bèn nói, đây là tật nguyền tôi, nhưng tôi sẽ nhớ lại các năm về tay hữu của Đấng Chi Cao. Tôi sẽ nhắc lại công việc của Đức Giê-hô-va, nhớ đến các phép lạ của ngài khi xưa, cũng sẽ ngẫm nghĩ về mọi công tác Chúa, suy ngẫm những việc làm của ngài. Hỡi Đức Chúa Trời, con đường Chúa ở trong nơi thánh, có thần nào lớn bằng Đức Chúa Trời chăng? Chúa là Đức Chúa Trời hay làm phép lạ, đã tỏ cho biết quyền năng Chúa giữa các dân. Chúa dùng cánh tay mình mà chuộc dân sự Chúa. Đây là bức tranh về những gì mà một học viên sự thật bình thường phải trải qua khi đối mặt với một vấn đề.
anh ta bị tấn công bởi những suy nghĩ, nghi ngờ, sợ hãi và tuyệt vọng. Sau đó, một tuyên bố nào đó về sự thật sẽ lóe lên trong ý thức của anh ta. Đường lối của Ngài thật khéo léo, phương pháp Ngài thật chắc chắn. Anh nhớ lại những khó khăn đã vượt qua, niềm tin vào Chúa trở lại. Anh ấy nghĩ, những gì Chúa đã làm trước đây, Ngài sẽ làm cho tôi còn hơn thế nữa. Cách đây không lâu, tôi đã nói chuyện với một người bạn rằng, tôi sẽ khá ngu ngốc nếu tôi không tin Chúa có thể giải quyết vấn đề của mình. Rất nhiều lần trước đây, những điều tuyệt vời đã đến với tôi biết chúng sẽ đến lần nữa. Vì vậy, lời kết của Thi Thiên thứ 77 là, những gì Thiên Chúa đã làm trước đây, bây giờ Ngài cũng làm cho tôi và còn hơn thế nữa. Đó là một điều tốt để nói khi bạn nghĩ về thành công, hạnh phúc hay sự giàu có trong quá khứ của mình. Mọi mất mát đều xuất phát từ sự tưởng tượng viển vông của chính bạn. Nỗi sợ mất mát len lỏi vào ý thức của bạn. Bạn mang gánh nặng và chiến đấu, bạn lý luận thay vì đi theo con đường kỳ diệu của trực giác. Nhưng trong nháy mắt, tất cả sẽ được phục hồi cho bạn. Vì như người phương Đông nói, những gì Allah đã ban cho thì không thể giảm bớt. Bây giờ, quay trở lại trạng thái ý thức của đứa trẻ, bạn nên tràn đầy ngạc nhiên, nhưng hãy cẩn thận để không sống trong thời thơ ấu, trong quá khứ của mình. Tôi biết có những người chỉ có thể nghĩ về những ngày thơ ấu hạnh phúc của mình. Họ nhớ những gì họ mặc. Kể từ đó, không có bầu trời nào trong xanh đến thế hay cỏ xanh đến thế. Vì thế, họ bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời hiện tại. Tôi sẽ kể một câu chuyện thú vị về một người bạn sống ở một thị trấn khi còn rất trẻ, sau đó chuyển đến một thành phố khác. Cô luôn nhìn lại ngôi nhà mà họ đã sống lần đầu tiên. Với cô, đó là một cung điện đầy mê hoặc, rộng lớn, rộng rãi và quyến rũ. Nhiều năm sau, khi lớn lên, cô có dịp đến thăm ngôi nhà này. Cô vỡ mộng, cô thấy nó nhỏ bé, ngột ngạt và xấu xí. Quan niệm về cái đẹp của cô đã hoàn toàn thay đổi, vì trước sân có một con chó sắt. Nếu bạn quay lại quá khứ của mình, nó sẽ không giống như vậy. Vì vậy, trong gia đình người bạn này, họ gọi việc sống trong quá khứ là ăn bám dai dẳng. Chị gái cô ấy kể cho tôi nghe câu chuyện cô ấy đã làm một số việc trong quá khứ. Khi cô khoảng 16 tuổi, cô gặp ở nước ngoài một chàng trai trẻ rất bảnh bao và lãng mạn, một nghệ sĩ. Mối tình lãng mạn này không kéo dài lâu, nhưng cô đã nói về nó rất nhiều với người đàn ông mà cô kết hôn sau này. Nhiều năm trôi qua, chàng trai trẻ bảnh bao và lãng mạn đã trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng và đến đất nước này để triển lãm tranh của mình. Bạn tôi vô cùng phấn khích và đã săn tìm anh ta để nối lại tình bạn. Cô đến buổi trình diễn và anh bước vào là một doanh nhân to béo, không còn dấu vết của tuổi trẻ lãng mạn bảnh bao. Khi cô nói với chồng mình, tất cả những gì anh ấy nói chỉ là cám dỗ thời gian. Hãy nhớ rằng bây giờ là thời gian chỉ định, hôm nay là ngày và điều tốt đẹp của bạn có thể xảy ra chỉ sau một đêm. Hãy nhìn với sự ngạc nhiên về điều đang ở trước mặt bạn. Chúng ta tràn đầy hy vọng, thiêng liêng. Ta sẽ đền bù cho các ngươi về mấy năm đã bị cắn phá bởi cào cào, sâu lột vỏ, sâu keo và châu chấu, là đạo binh lớn mà ta đã sai đến giữa các ngươi. Sách Gioan, chương 2, mục 25. Bây giờ, mỗi người hãy nghĩ đến điều tốt lành mà dường như rất khó đạt được. Đó có thể là sức khỏe, sự giàu có, hạnh phúc hoặc sự thể hiện bản thân hoàn hảo. Đừng nghĩ làm thế nào để điều tốt của bạn có thể đạt được. Chỉ cần cảm ơn những gì bạn đã nhận được ở cõi vô hình. Do đó, các bước dẫn đến nó cũng được đảm bảo. Hãy tỉnh táo trước những dẫn dắt trực quan của bạn và đột nhiên bạn thấy bạn đang ở miền đất hứa của mình. Tôi ngạc nhiên vì những gì ở trước mắt tôi. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 11, chiêm ngưỡng điều kỳ diệu. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 12. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 12, nắm bắt những điều tốt đẹp. Ta sẽ nhận lời họ trước khi kêu cầu ta. Họ còn nói,
Ta đã nghe rồi. Sách Ê-sai chương 65 mục 24. Bắt kịp với điều tốt lành của bạn. Đây là một cách nói mới. Trước khi kêu cầu ta, ta đã nghe rồi. Điều tốt đẹp của bạn đi trước bạn. Nó đến đó trước khi bạn làm. Nhưng làm thế nào để bắt kịp với điều tốt lành của bạn? Vì bạn phải có tai để nghe, có mắt để nhìn. Nếu không, nó sẽ thoát khỏi bạn. Một số người không bao giờ đạt được những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Họ sẽ nói, cuộc đời tôi vốn là một cuộc đời gian khổ, chẳng có vận may nào đến với tôi cả. Họ là những người đã quên mất cơ hội hoặc do lười biếng, chưa kịp làm tốt việc của mình. Một người phụ nữ nói với một nhóm bạn rằng cô ấy đã không ăn gì trong 3 ngày. Họ lao vào yêu cầu mọi người giao việc cho cô, nhưng cô ấy đã từ chối. Cô giải thích rằng cô không bao giờ thức dậy cho đến tận 12 giờ. Cô thích nằm trên giường và đọc tạp chí. Cô ấy chỉ muốn mọi người ủng hộ cô ấy khi cô ấy đọc tạp chí Vogue và Harper's Bazaar. Chúng ta phải cẩn thận để không rơi vào trạng thái lười biếng của tâm trí. Hãy khẳng định, tôi luôn ý thức được điều tốt của mình, tôi không bao giờ bỏ lỡ một cơ hội nào. Hầu hết mọi người chỉ ý thức được một nửa về điều tốt đẹp của mình. Một sinh viên nói với tôi, nếu không làm theo linh cảm của mình, tôi sẽ luôn gặp khó khăn. Tôi sẽ kể câu chuyện về một người phụ nữ, một trong những học trò của tôi, nhớ đã làm theo sự dẫn dắt trực quan của cô ấy và mang lại kết quả đáng kinh ngạc. Cô được yêu cầu đi thăm bạn bè ở một thị trấn gần đó. Cô ấy có rất ít tiền. Khi đến nơi, cô thấy ngôi nhà bị khóa. Họ đã đi xa. Cô tràn đầy tuyệt vọng, rồi bắt đầu cầu nguyện. Cô nói, trí tuệ vô hạn, cho ta một đầu mối rõ ràng, cho ta biết phải làm sao. Tên của một khách sạn nào đó hiện lên trong ý thức cô. Nó cứ dai dẳng. Cái tên dường như nổi bật bằng những chữ cái lớn. Cô chỉ có đủ tiền để quay lại New York. Và trong khách sạn, khi cô chuẩn bị bước vào, một người bạn cũ bất ngờ xuất hiện. Người này chào đón cô nồng nhiệt và là người mà cô đã không gặp trong nhiều năm. Cô ấy giải thích rằng cô ấy đang sống ở khách sạn nhưng sẽ đi xa vài tháng và nói thêm, tại sao bạn không sống trong phòng của tôi khi tôi đi vắng? Bạn sẽ không tốn một xu. Bạn tôi chấp nhận với lòng biết ơn và nhìn với vẻ ngạc nhiên về tác dụng của luật tâm linh. Cô đã bắt kịp được điều tốt đẹp của mình bằng cách làm theo trực giác. Mọi sự tiến về phía trước đều xuất phát từ sự khao khát. Khoa học ngày nay đang quay trở lại với Lamarck và lý thuyết ước muốn của ông. Ông khẳng định rằng loài chim bay không phải vì chúng có cánh, mà chúng có cánh vì chúng muốn bay. Kết quả của sự thúc đẩy của mong muốn cảm xúc. Hãy nghĩ đến sức mạnh không thể cưỡng lại của suy nghĩ với tầm nhìn rõ ràng. Nhiều người hầu như lúc nào cũng ở trong sương mù, đưa ra những quyết định sai lầm và đi sai đường. Trong dịp Giáng sinh cao điểm, người giúp việc của tôi nói với một nhân viên bán hàng ở một trong những cửa hàng lớn, tôi cho rằng đây là ngày bận rộn nhất của bạn. Cô ấy trả lời, ồ không, ngày sau lễ Giáng sinh là ngày bận rộn nhất của chúng tôi, khi mọi người mang hầu hết mọi thứ về. Hàng trăm người chọn sai quà vì không lắng nghe sự dẫn dắt trực quan của họ. Bất kể bạn đang làm gì, hãy yêu cầu được hướng dẫn. Nó tiết kiệm thời gian, năng lượng và thường là cả cuộc đời đau khổ. Mọi đau khổ đều xuất phát từ sự vi phạm trực giác. Trừ khi trực giác xây dựng ngôi nhà, nếu không, họ sẽ lao động vô ích. Hãy tập thói quen linh cảm thì bạn sẽ luôn đi trên con đường thần kỳ. Ta sẽ nhậm lời họ trước khi kêu cầu ta. Họ còn nói, ta đã nghe rồi. Sách Ê-sai chương 65 mục 24. Làm việc với quy luật tâm linh, chúng ta đang thực hiện những gì đã có. Trong tâm trí vũ trụ, nó tồn tại dưới dạng một ý tưởng, nhưng được kết tinh ở bên ngoài bởi một mong muốn chân thành. Ý tưởng về con chim là một bức tranh hoàn hảo trong tâm trí thánh linh. Con cá nắm bắt được ý tưởng và ước mình thành chim. Mong muốn của bạn có mang lại cho bạn đôi cánh không? Tất cả chúng ta đều nên vượt qua một điều gì đó dường như không thể xảy ra. Một trong những lời khẳng định của tôi là điều bất ngờ đã xảy ra, điều tốt đẹp dường như không thể có của tôi giờ đã thành hiện thực. Đừng phóng đại chướng ngại vật, hay phóng đại Chúa, nghĩa là phóng đại quyền năng của Chúa. Người bình thường sẽ chú tâm vào tất cả những trở ngại
và chướng ngại hiện hữu để ngăn cản điều tốt đẹp của mình đến. Bạn kết hợp với những gì bạn nhận thấy. Vì vậy, nếu bạn dành sự chú ý trọn vẹn cho những trở ngại và cản trở, chúng sẽ ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Hãy dành cho Chúa sự chú ý trọn vẹn của bạn. Hãy cứ thầm nói trước những trở ngại: đường lối Chúa thật tài tình, phương pháp Ngài thật chắc chắn. Quyền năng của Chúa là bất khả chiến bại, mặc dù vô hình. Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết. Sách Jeremy chương 33 mục 3. Khi thể hiện điều tốt của mình, chúng ta phải tránh xa những vẻ ngoài bất lợi. Đừng đánh giá qua vẻ bề ngoài. Hãy nhận một câu tuyên bố nào đó mang lại cho bạn cảm giác chắc chắn. Cánh tay đời đời của Chúa vươn ra trên con người và hoàn cảnh, kiểm soát tình hình và bảo vệ lợi ích của tôi. Tôi được yêu cầu nói thay cho một người đàn ông sắp có một cuộc phỏng vấn kinh doanh với một người có vẻ vô đạo đức. Tôi đã sử dụng câu nói đó, có lẽ phải là công lý đã xuất hiện trong hoàn cảnh đó và đúng thời điểm tôi đang nói. Tất cả chúng ta đều đã nghe câu châm ngôn trong sách châm ngôn: hy vọng bị trì hoãn khiến trái tim phát bệnh, nhưng khi ước muốn đến, nó là cây sự sống. Khi mong muốn một cách chân thành, không lo lắng, chúng ta đang bắt kịp điều mong muốn, và mong muốn đó trở nên kết tinh ở bên ngoài. Ta sẽ ban cho ngươi điều chính đáng mà lòng ngươi khao khát. Những ham muốn ích kỷ, những ham muốn làm hại người khác luôn quay lại làm hại người gửi. Ước muốn chính đáng có thể gọi là tiếng vọng từ vô hạn. Đó là một ý tưởng hoàn hảo trong tâm trí thánh linh. Tất cả các nhà phát minh đều bắt kịp ý tưởng của các sản phẩm mà họ phát minh ra. Tôi đã nói trong cuốn sách Trò chơi cuộc đời và cách chơi của mình rằng bạn tìm kiếm cuộc điện thoại và điện thoại cũng đang tìm kiếm bạn. Thường thì hai người cùng lúc khám phá ra những phát minh giống nhau, họ đã điều chỉnh với cùng một ý tưởng. Điều quan trọng nhất trong cuộc sống là họ thực hiện được kế hoạch thiêng liêng, giống như hình ảnh cây sồi trong quả sồi. Thiết kế thiêng liêng của cuộc đời bạn nằm trong tâm trí siêu thức, và bạn phải tìm ra những khuôn mẫu hoàn hảo cho công việc của mình. Khi đó, bạn sẽ có một cuộc sống kỳ diệu, vì trong thiết kế thánh linh, mọi điều kiện đều vĩnh viễn hoàn hảo. Người ta bất chấp kế hoạch thiêng liêng khi họ ngủ quên vì lợi ích của mình. Có lẽ người phụ nữ thích nằm trên giường hầu hết thời gian hàng ngày qua ngày và đọc tạp chí, nghiên viết bài cho tạp chí. Nhưng thói quen lười biếng của cô ấy đã làm lu mờ mọi ước muốn tiến về phía trước. Những con cá muốn có đôi cánh rất tỉnh táo và sống động, chúng không dành cả ngày trên đáy đại dương để đọc Virgil và Harper Bazaar. Hãy đánh thức kẻ đang ngủ và bắt kịp những điều tốt đẹp của mình. Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết. Sách Giê-rê-mi chương 33 mục 3. Bây giờ tôi đang cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình, vì trước khi tôi gọi, tôi đã được trả lời. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 12, nắm bắt những điều tốt đẹp. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 13. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 13. Những dòng sông trong sa mạc. Này, ta sắp làm một việc mới, việc này sẽ hiện ra ngay, các ngươi há chẳng biết sao? Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng và khiến những sông chảy trong nơi sa mạc. Sách Ê-sai chương 43 mục 19. Trong chương 43 này của sách Ê-sai có rất nhiều câu chuyện tuyệt vời, thể hiện sức mạnh không thể cưỡng lại của trí tuệ tối cao, đến giải cứu con người trong lúc khó khăn. Dù tình huống có vẻ bất khả thi đến đâu, trí tuệ vô hạn vẫn biết lối thoát. Làm việc với quyền năng của Chúa, con người trở nên vô điều kiện và tuyệt đối. Chúng ta hãy nhận ra sức mạnh tiềm ẩn này, và chúng ta có thể kêu gọi bất cứ lúc nào. Hãy tiếp xúc với trí tuệ vô hạn, tức là Chúa bên trong, và mọi vẻ bề ngoài của cái ác đều tan biến, vì nó xuất phát
từ sự tưởng tượng viển vông của con người. Trong lớp hỏi đáp, người ta thường hỏi tôi, làm thế nào để bạn tiếp xúc một cách có ý thức với sức mạnh bất khả chiến bại này? Đáp lại là, theo lời của bạn, bằng lời nói của bạn, bạn được coi là hợp lý. Thầy đội thưa với Chúa Giê-xu, lạy Chúa, tôi chẳng đáng rước Chúa vào nhà, xin Chúa chỉ phán một lời, thì đầy tớ tôi sẽ được lành. Sách Ma-thiơ, chương 8, mục 8. Bấy giờ, ai cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va thì sẽ được cứu. Sách Giô-ên, chương 2, mục 32. Hãy chú ý đến từ gọi, bạn đang kêu cầu Chúa hoặc luật pháp khi bạn khẳng định sự thật. Như tôi luôn nói, hãy đưa ra một tuyên bố hấp dẫn, nghĩa là mang lại cho bạn cảm giác an toàn. Con người bị nô lệ bởi những ý tưởng thiếu thốn, thiếu tình yêu, thiếu tiền, thiếu bạn bè, thiếu sức khỏe, vân vân. Họ bị nô lệ bởi những ý tưởng can thiệp và không hoàn thiện. Họ đang ngủ trong giấc mơ Adam. Adam đã ăn cây ảo ảnh bản ngã và nhìn thấy hai sức mạnh, thiện và ác. Sứ mệnh của Chúa là đánh thức mọi người về sự thật của một quyền năng duy nhất là Thiên Chúa. Hãy đánh thức kẻ đang ngủ. Nếu bạn thiếu bất kỳ điều tốt đẹp nào, bạn vẫn đang ngủ quên vì điều tốt đẹp của mình. Làm thế nào bạn có thể thức tỉnh khỏi giấc mơ của Adam về những điều đối lập và sau khi đã ngủ ngon trong tư tưởng về chủng tộc hàng trăm năm? Chúa Giê-xu đã nói, quả thật ta lại nói cùng các ngươi, nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi, thì Cha ta ở trên trời sẽ cho họ. Sách Ma-thiơ, chương 18, mục 19. Hầu như không thể nhìn thấy rõ ràng lợi ích của bạn đối với chính bạn, đó là lúc cần đến người chữa lành, người thực hành hoặc người bạn. Hầu hết những người đàn ông thành công đều nói rằng họ thành công vì được vợ tin tưởng. Tôi sẽ trích dẫn từ một tờ báo thiện lành về lời khen ngợi của Walter Schussler dành cho vợ mình. Không có gì, ông từng nói, đã mang lại cho tôi sự hài lòng trong cuộc sống hơn là cách mà vợ tôi đã đặt niềm tin vào tôi ngay từ lần đầu tiên, từ những năm đó cho đến tận bây giờ. Chrysler đã viết về cô ấy, đối với tôi, dường như tôi không thể làm cho ai hiểu rằng tôi có tham vọng ngoại trừ Đen La. Tôi có thể nói với cô ấy và cô ấy sẽ gật đầu. Đối với tôi, dường như thậm chí còn dám nói với cô ấy rằng tôi dự định một ngày nào đó sẽ trở thành một thợ cơ khí hoặc bậc thầy. Còn bà ấy luôn ủng hộ tham vọng của ông. Nói về công việc của bạn càng ít càng tốt và chỉ nói với những người mang lại cho bạn sự khích lệ và cảm hứng. Thế giới đầy những nhụt chí, những người sẽ nói với bạn không thể làm được rằng bạn đang đặt mục tiêu quá cao. Khi mọi người ngồi trong các buổi họp nhóm rồi buổi hội thảo sự thật, thường thì một lời nói hoặc một ý tưởng sẽ mở ra một con đường trong vùng hoang dã. Tất nhiên, Kinh Thánh đang nói đến các trạng thái ý thức. Bạn đang ở nơi hoang dã hay sa mạc? Khi bạn đang không hòa hợp, khi oán giận, oán hận, sợ hãi hoặc lưỡng lự, sự thiếu quyết đoán là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh tật không thể quyết định được. Một ngày nọ, khi tôi đang ở trên xe buýt, một người phụ nữ dừng xe lại và hỏi người soát vé đếm tiền. Anh đã nói với cô, nhưng cô vẫn chưa quyết định. Cô đi được nửa chặng rồi xuống xe, rồi lại đi tiếp. Người soát vé quay sang hỏi cô và nói, thưa cô có quyết định đi không? Vì vậy, với rất nhiều người, không quyết đoán. Người trực giác không bao giờ do dự. Anh ta được dẫn dắt và linh cảm và mạnh dạn tiến về phía trước, biết rằng mình đang đi trên con đường màu nhiệm. Trong sự thật, chúng tôi luôn yêu cầu những hướng dẫn rõ ràng về những việc cần làm. Bạn sẽ luôn nhận được một cái nếu bạn yêu cầu, đôi khi nó đến từ trực giác, đôi khi nó đến từ bên ngoài. Một trong những học sinh của tôi tên là Ada đang đi bộ trên phố, phân vân không biết có nên đến một nơi nào đó hay không. Cô yêu cầu một sự dẫn dắt. Hai người phụ nữ đang đi trước mặt cô, một người quay sang người kia và nói, sao bạn không đi, Ada? Tình cờ tên người phụ nữ đó là Ada. Bạn tôi coi đó là người dẫn đường rõ ràng và đi tiếp đến đích. Kết quả rất thành công. Chúng ta thực sự có một cuộc sống kỳ diệu, được hướng dẫn và chu cấp ở mọi bước đi nếu chúng ta có tai để nghe và có mắt để nhìn. Tất nhiên, chúng ta đã rời bỏ bình diện trí tuệ và đang rút ra từ siêu thức, Chúa bên trong, đứng phán, đây là con đường, hãy đi theo nó.
Bất cứ điều gì bạn nên biết sẽ được tiết lộ cho bạn. Bất cứ điều gì bạn thiếu sẽ được cung cấp. Đức Giê-hô-va là đấng đã mở lối trong biển và đường vượt qua dòng nước mạnh. Sách Ê-sai chương 43 mục 16. Đừng nhớ lại sự đã qua và chớ nghĩ đến sự đời trước. Sách Ê-sai chương 43 mục 18. Những người sống trong quá khứ đã cắt đứt liên lạc với những điều tuyệt vời ở hiện tại. Chúa chỉ biết hiện tại. Bây giờ là thời gian đã định. Hôm nay là ngày đó. Nhiều người có lối sống hạn chế, tích trữ và tiết kiệm, ngại sử dụng những gì mình có. Điều đó mang lại nhiều thiếu sót và hạn chế hơn. Tôi lấy ví dụ về một người phụ nữ sống ở một thị trấn nhỏ ở nông thôn. Cô ấy hầu như không thể nhìn thấy để đi lại và có rất ít tiền. Một người bạn tốt bụng đã đưa cô đến gặp bác sĩ nhãn khoa và tặng cô một chiếc kính giúp cô có thể nhìn thấy hoàn hảo. Một thời gian sau, cô gặp cô ấy trên phố mà không đeo kính. Cô ấy kêu lên: "Kính của bạn đâu rồi?" Người phụ nữ trả lời: "Ồ, bạn không mong đợi tôi sẽ giải quyết được chúng bằng cách sử dụng chúng hàng ngày phải không? Tôi chỉ đeo chúng vào chủ nhật." Bạn phải sống trong hiện tại và luôn tỉnh táo trước những cơ hội của mình. Này, ta sắp làm một việc mới, việc này sẽ hiện ra ngay. Các ngươi há chẳng biết sao? Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng và khiến những sông chảy trong nơi sa mạc. Sách Ê-sai chương 43 mục 19. Thông điệp này là dành cho cá nhân. Hãy nghĩ về vấn đề của bạn và biết rằng trí tuệ vô hạn biết cách giải quyết. Tôi nói đường đi vì trước khi bạn gọi, bạn đã được trả lời. Cùng luôn đi trước cầu. Chúa là đấng ban tặng và là món quà, và bây giờ Ngài tạo ra kênh tuyệt vời của riêng Ngài. Khi bạn yêu cầu kế hoạch thiêng liêng của cuộc đời mình được thể hiện, bạn sẽ được bảo vệ khỏi việc nhận được những thứ không có trong kế hoạch thiêng liêng. Bạn có thể nghĩ rằng mọi hạnh phúc của bạn đều phụ thuộc vào việc đạt được một điều cụ thể trong cuộc sống. Sau đó bạn ngợi khen Chúa vì bạn đã nhận được điều đó. Đôi khi bạn bị cám dỗ đi theo lý trí và tranh luận với sự dẫn dắt trực quan của mình. Đột nhiên bàn tay định mệnh đẩy bạn vào đúng vị trí của mình, và dưới ân điển bạn lại thấy mình quay trở lại con đường màu nhiệm. Bây giờ bạn hoàn toàn tỉnh táo trước những điều tốt đẹp của mình. Bạn có đôi tai để nghe, tức là sự dẫn dắt trực giác của bạn, và đôi mắt để nhìn thấy con đường thỏa mãn, rộng mở. Thiên tài trong tôi được giải phóng. Bây giờ tôi đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 13, những dòng sông trong sa mạc. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 14. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 14, ý nghĩa sâu xa của nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Tôi được yêu cầu đưa ra một cách giải thích siêu hình về nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn, một trong những chuyện cổ tích của Grimm. Thật đáng kinh ngạc khi bức tranh này, một câu chuyện cổ tích, đã lan truyền khắp New York và cả đất nước sành điệu nhờ tài năng của Walt Disney. Câu chuyện cổ tích này lẽ ra dành cho trẻ em, nhưng cả nam lẫn nữ đều chật kín rạp. Đó là bởi vì những câu chuyện cổ tích bắt nguồn từ những truyền thuyết rất xa xưa của Ba Tư, Ấn Độ và Ai Cập, được xây dựng trên chân lý. Bạch Tuyết, công chúa nhỏ, có một người mẹ kế độc ác luôn ghen tị với cô. Ý tưởng người mẹ kế độc ác này cũng xuất hiện trong cô bé Lọ Lem. Hầu như ai cũng có một người mẹ kế độc ác. Người mẹ kế độc ác chính là hình thức suy nghĩ tiêu cực của bạn đã xây dựng trong tiềm thức. Người mẹ kế độc ác của Bạch Tuyết ghen tị với cô và luôn bắt cô ăn mặc rách rưới và ở phía sau cung điện. Tất cả các hình thức tư duy tuyệt vời đều thể hiện điều này. Người mẹ kế độc ác mỗi ngày đều xem xét chiếc gương thần của mình và nói: "Gương kia ngự ở trên tường, nước ta ai đẹp được giường như ta." Một ngày nọ, chiếc gương trả lời: "Xưa kia bà đẹp tuyệt trần, bây giờ Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn." Điều này khiến nữ hoàng tức giận nên quyết định đưa Bạch Tuyết vào rừng để bị một trong những người hầu của mình giết chết.
Tuy nhiên, trái tim của người hầu tan chảy khi Bạch Tuyết cầu xin sự sống của cô, khiến anh đã bỏ cô vào rừng. Khu rừng chứa đầy những động vật đáng sợ và nhiều cạm bẫy nguy hiểm. Cô kinh hãi ngã xuống đất. Và khi ở đó, một cảnh tượng khác thường nhất hiện ra. Rất nhiều loài động vật và chim nhỏ thú vị bò lên và vây quanh cô: thỏ, sóc, hươu, hải ly, gấu mèo, vân vân. Cô mở mắt và vui vẻ chào đón chúng. Chúng rất thân thiện và hấp dẫn. Cô kể câu chuyện của mình và chúng dẫn cô đến một ngôi nhà nhỏ mà cô coi là nhà của mình. Bây giờ, những chim và động vật thân thiện này tượng trưng cho sự dẫn dắt hoặc linh cảm trực tiếp của chúng ta, luôn sẵn sàng để đưa bạn ra khỏi khu rừng. Ngôi nhà nhỏ hóa ra là nhà của 7 chú lùn. Mọi thứ trở nên hỗn loạn nên Bạch Tuyết và những người bạn động vật của cô bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Sóc phủi bụi bằng đuôi, chim treo đổ lên, dùng sừng hiêu làm giá treo mũ. Khi 7 chú lùn trở về nhà sau công việc đào vàng, họ phát hiện ra sự thay đổi và cuối cùng họ thấy Bạch Tuyết đang ngủ trên một chiếc giường. Buổi sáng, cô kể lại câu chuyện của mình ở lại trong nhà và nấu ăn cho họ, và họ rất vui. 7 chú lùn tượng trưng cho lực lượng bảo vệ tất cả chúng ta. Trong lúc đó, người mẹ kế độc ác soi gương và nói với cô: trên những ngọn đồi trong bóng cây xanh nơi 7 chú lùn sinh sống, Bạch Tuyết đang sống ở đó và cô ấy đáng yêu hơn rất nhiều. Ôi nữ hoàng, cô ấy đẹp muôn phần hơn ngươi. Điều này khiến nữ hoàng tức giận. Vì vậy mụ ta bắt đầu cải trang thành một bà già và với một quả táo độc cho Bạch Tuyết. Mụ tìm thấy cô trong ngôi nhà của 7 chú lùn và dụ dỗ cô bằng quả táo to màu đỏ thơm ngon. Các loài chim và động vật cố gắng bảo cô đừng chạm vào nó. Chúng cố gắng cho cô ấy linh cảm không ăn nó. Chúng hoảng hốt chạy xung quanh, nhưng Bạch Tuyết không thể cưỡng lại được quả táo. Cô cắn một miếng và ngã xuống, dường như đã chết. Bây giờ tất cả các loài chim và động vật nhỏ đều lao đi để đưa 7 chú lùn đến giải cứu, nhưng đã quá muộn. Bạch Tuyết nằm bất động, tất cả đều cúi đầu nhỏ bé trong đau buồn. Rồi đột nhiên hoàng tử xuất hiện, hôn Bạch Tuyết và cô sống lại. Họ kết hôn và sống hạnh phúc mãi mãi. Hoàng hậu, người mẹ kế độc ác, bị cơn bão khủng khiếp cuốn đi. Hình tượng cũ tan biến và tan biến mãi mãi. Hoàng tử là tổng hợp kế hoạch thiên chúa của cuộc đời bạn. Khi điều đánh thức bạn, cho bạn sống hạnh phúc, mọi thứ sau đó. Đây là câu chuyện cổ tích đã làm say mê New York và cả nước Mỹ. Tìm hiểu hình thức chuyên chế mà người mẹ kế độc ác đang áp dụng trong tiềm thức của bạn. Đó là một niềm tin tiêu cực nào đó sẽ ảnh hưởng đến mọi công việc của bạn. Chúng ta nghe người ta nói, những điều tốt đẹp luôn đến với tôi quá muộn. Tôi đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Chúng ta phải đảo ngược suy nghĩ đó và nói đi nói lại: tôi luôn tỉnh thức về điều tốt của mình. Tôi không bao giờ bỏ lỡ một cơ hội nào. Chúng ta phải tìm được những cảm giác tiêu cực từ người mẹ kế độc ác và cảm giác vĩnh cửu cho điều này và cái giá cho sự tự do từ những hình thức tư tưởng tiêu cực. Không gì có thể cản trở, không gì có thể trì hoãn việc biểu hiện kế hoạch thiêng liêng của cuộc đời tôi. Ánh sáng chiếu trên con đường của tôi tiết lộ con đường thánh linh, rộng mở, con đường thành công. Tôi hy vọng bạn thích đọc Cánh cửa bí mật dẫn đến thành công của Florence Corvenzin. Hết. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 14, ý nghĩa sâu xa của nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn. Và nội dung của chương 14 cũng khép lại nội dung của toàn bộ cuốn sách Cánh cửa bí mật dẫn đến thành công của tác giả Florence Corvenzin. Việt Dũng và Sách Nói VN kính chúc quý thính giả và các bạn một lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt và giàu có viên mãn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những cuốn sách tiếp theo. Biết ơn và trân trọng.